lên trễ mấy chế ơi. Khui miết không kịp. Hello cả nhà nha, sáng cuối tuần rồi. Chấm ABCD giùm em nha. Hello, hello. Ủa? Hồi nãy chết lên bóc rồi mà em. Cảm ơn Nguyễn Hồng Út nha. Cảm ơn tình yêu nha. Cưng ghê chưa? Mới lên like thôi. Vô khen hàng chim ưng và cưng. Coi chừng nó ẩn comment hay sao. Ừ. Chào cả nhà, chào cả nhà. Rõ chưa ta? Rồi vô nha mấy chế. Coi đâu, hình như cái cục keo đâu ngoài đó đó Nghi. Phải coi cây keo ngoài đâu đây nè. Rồi khui ra rồi, cái nhà em không có chỗ nên dọn dẹp muốn điên. Cái cây keo để ấy đó. Lên con mút liền sẽ ép nè. Mới tinh luôn nha mấy chế. Hoa hòe bông bí nè, mút trong mút này dạng mút mỏng thôi nha, sẽ ép được 81 đổ về nè. 100k lên mã hoa. Không cái cây cắt keo đó, cái cây kìa. Ừ. 100k lên má hoa. Rồi coi chừng nó bị ẩn comment hay sao. Mấy chế còn thấy em thì chấm chấm nha mấy chế. AB rồi nha. Nó nay bị ẩn comment ghê. Biết chừng nào mới hết ẩn comment. Bị vũ ẩn comment còn bị nhân viên nó nghĩ nữa là em đuối một mình em bơi. Hello Nhã Trân, rồi thấy trên đó rồi nè. Đã hiểu. Rồi lên mã hoa 100k sẽ ép nha mấy tình yêu. Người 81 đổ về. Lên con hiệu nay nè. Hiệu nay mới luôn sẽ ép được 80 đổ về nha. Còn tem mát đầy đủ nè, sale cho mấy chế 150 nha. 150 nè, lên mã mới. Màu em hiệu Charm size M, mút liền. Màu trắng.
trắng mới tinh luôn nha, size M bút liền. M này M lớn được 84, 88 cũng được nha mấy chế. M này M lớn nè. Rồi sale cho mấy chế 70 nè, lên mã trắng. Trần trắng. Có mới đeo nãy rồi ta. Rồi Hiệu Anh. Con này nó bị cứng rồi. Nó bị cứng. Lên một con mút liền, size này size L nè. Mút liền size L nha mấy tình yêu. Đó, sau lưng nó chéo là 60k, mã xám. Tiếp tục Hiệu Cham. Cham size ML, con này mặc được hai mặt nha. Mặt nào cũng mặc được hết luôn. Đó. Hai mặt. Hai mặt thì thường nó không có mút nha mấy chế, size ML 84, 89 nha. Rồi xem mấy chế 60 đi, do hai mặt nó không có mút, 60 lên mã hai mặt. Tiếp tục con này, cái hiệu này bông hoa này nè. Size này là size M luôn nha, mút liền dạng mỏng nha. Nó màu da. Mút liền dạng mỏng màu da size M. M này M lớn, em này 50 lên mã da. Da. Em thấy đóng đồ vô nhìn nó nằm lẫn ra mất hết rồi. Rồi một con size S nè. Size S mút liền nha. Ngực 80 đổ về. Da 50 cho Nguyễn Hồng Út. Ngực 80-81 đổ về nè mấy chế. Hiệu nè 60k mã hiệu đen. Còn em hiệu Cham size này size ML luôn nha. M lớn luôn nha. Con này cũng không có mút. Cần thiết thì mình cắt một lớp mình nhét mút. Cái này đẹp. Size M lớn nè. Em này 70 nha. Lên mã lưới. Đẹp quá luôn. Lên mã lưới nha. Quần đùi lát lai sao nha mấy chế. Cái này ai mua cho bé là 10k mã sao. Bé luôn 10k mã hồng. Hồng 10k. Ôi trời, để điện thoại hồi sợ lạc mất quá. Nó lẫn lưới cho Nguyễn Hồng Út 70. Rồi lên một con cổ yếm size S nè. Hiệu VFU nha. Cổ yếm size S hiệu VFU là mới tinh luôn. Ngực này 80 đổ về nè. Em này 100 nha. Lên mã yếm hiệu. Rồi con này size M lớn L nhỏ bon chen. Ngực 83, 84, 89 50. Mã dây đen. Cái hiệu bông hoa đó mặc êm lắm nha mấy chế. Hiệu gì xích. Không biết đọc. Thôi bỏ qua đi. Size ML luôn nè. Size ML ngực 84, 89. Size này size L nha. Size L thì ngực này tầm 86, 91. Ngực 86, 91 nè. Con này hiệu này luôn là 60k mã hiệu xám. Hồng 10k cho Mickey Hoàng. Mickey Hoàng. Đây Mickey Hoàng inbox nha. Của bé. Lấy đủ 100k đi đơn nha mấy chế. Inbox vô cái bé đăng like nha. Một con size S nữa nè. Cái hiệu này của Mỹ nè. Rồi em này nhỏ nhỏ xem mấy chế 40 đi. Lên mã nhỏ. Ống ống là em bán 5k luôn nha. Không có, nó có cái khe nhét mút nhưng mà em không để mút. Size M 5k mã da. Like nhanh nhanh để một lát. Nhiều khi nó ẩn comment nó mất công. Phút đầu thấy được cứ like. Em có nhiều cái áo loại một lớp này nha mấy chế. Một lớp mặc thay bra đó 20k một cái nha. Ai lấy thì báo em. 20k nè. 20k size S M đều được nha. 20 nè, lấy cặp 30, ai lấy lên mã cặp, ai lấy xanh lên xanh, ai lấy hồng lên hồng. Mã nhỏ. Mã nhỏ của Thúy Thị Nguyên nè. 40. Cái này của Thúy Thị Nguyên, cái này có mút nha, cái nào không có em mới báo có là em khỏi báo nha. 40, có đơn inbox cho em nha. Thúy Thụy Nguyên, con này size S là cổ yếm. Cái này giống như là chất bóng bóng như bơi á, 20k. Lên mã bơi. 10k. Size S M mã sọc. Một con hiệu Nike size LXL. Cái này cũng không chỗ nhét mút nha. Cái này size L theo ngực 89
8994 cũng không có chỗ nhét mút hiệu nay nè, nay theo luôn nha. Thường hàng Mỹ nó ít có chỗ nhét mút, nhất là nay. Rồi sale cho mấy chế 70 luôn đi, size L nha, 70 lên mã hiệu. Size M là hiệu Champion mút liền nữa nè. Size M lớn nha, M lớn ngực 84 đến 89, 88 thôi, 84-88 size M lớn nè, rất là đẹp luôn, mút liền nha, hiệu Cham luôn là 70 lên mã hiệu. Like jogger không em? Rồi cái loại mà hai lớp không mút này bán 20 nha, 20 nó là hai lớp, size ML là 20 lên mã 20. Mấy con hiệu nay nó toàn không mút không mấy chế. Size LXL, size này XL luôn. Size XL ngực 91-97 nha, con này cũng không mút nha, hiệu nay không mút, size 40k luôn đi. 40 lên mã vàng. 40 lên mã vàng. Nè Adidas. Không, cái này của bé 20k. Của bé 20k lên mã bé, bé 35 kg đổ về. Trời ơi, bé hiệu nay nữa nè. Bé 25 kg đổ về hiệu nay nè. 50k. Mới lắm luôn, lên mã bé mới. 20 cho Mickey Hoàng. 20 là cái này đúng không Mickey Hoàng ơi, mã bé này đúng không? 20 Mickey Hoàng. Cái này mã bé mới 50 hiệu nay nha mấy chế, mới tin. Rồi em này size LXL nè, 30, size XL 30 luôn, mã sọc. XL XL một con ren mặc hai áo bra đẹp lắm. Size M nha, 30. 30 mã ren. 30 mã ren. Nó hay ẩn comment lắm. Hiệu Danskin nè, size L mút liền nè, màu ghi ghi nha. Hay là màu trắng ta, màu trắng. Giết giờ mắt nó mờ. Hiệu Danskin luôn, màu trắng nè, 60k lên mã trắng, size M lớn. 60 lên mã trắng. Cái đầu tiên. Đầu tiên là cái nào? Mickey Hoàng 20. À cái này đúng không? Cái yếm này đúng không? Cái bơi, cái này mã bơi nha, mới chế lên đúng mã giùm em. Em đã không nhớ mã rồi, size này là của size S thôi nha. S này, cái này không có chỗ nhét mút á. Mã bơi, đúng thì bấm bơi giùm em nha. Bấm đúng mã giùm em nha mấy chế. Một em hiệu Cham nữa nè, con này size L nha. Mã ren 30. Mã ren 30, inbox vô cái bếp đang like nha Nguyễn Tuyết ơi. Không chốt hàng qua số điện thoại nha. Rồi con này size L, cái đó Nguyễn Tuyết 30, có đơn inbox giùm cho em nha, dự phòng cánh chi. Size L hiệu Cham, cái con này phải cắt nhét mút nha, màu hồng mới tinh 50 lên mã hồng tím. Ừ, mấy quỷ này nó khay. Cái này à, hai lớp không mút là 20k. Size L lên mã xám. Không phải, màu đen. Cái nào 20k? Bỏ qua đi chế ơi, nãy chế lấy cái màu hồng 10k. Rồi nãy giờ chỉ có bé mà là 20k thôi, nãy giờ không có cái nào 20 chứ nha. 20 là hai cái màu này. Mới chế lên đúng mã em mới lấy được nha mấy chế. Em đã mau quên rồi mà mới chế lên tùm lum tùm la mã nữa là em thu luôn. Bỏ của cái gì Mickey Hoàng ra cái áo. Size SM nhỏ nè, mút liền hiệu nè. Cái này mới tin luôn nha, 90k mã. Cái này ngực 84 đổ về nha, 7984. Mã hiệu S đi, hiệu S nè, 90 mới cống luôn. Con này size XL. XL hiệu Danskin. XL hiệu Danskin 45. Mã XL. Con này hiệu size S nè, hiệu Gap. Không phải hiệu Gap, cái hiệu gì á. Nó là chất cô tông. Mặc thay áo bra mới chế 30k thôi, size S cái này phải cắt nhét mút nha, 30 mã cam. Size S 30 mã cam. Một lớp nhiều quá. Hồi một em trắng tinh cái hiệu này nè. Trắng mới luôn á, size S. Cái gì?
đó, sạc mới dục đó. Xe ép trắng mới tinh, con này cũng phải cắt nhát mút nha. Sale cho mấy chế 60k thôi, 60 lên mã trắng. Cam 30, mấy cái này em báo sai hết rồi nha mấy chế, nên là mấy chế cân nhắc lấy chứ. Cứ hàng đổi đi đổi về, cuối cùng em cứ bán hàng cũ hoài. Của Diễm Phương. Rồi cái này con này size S luôn nha. Size S mà cái này giống của bé quá ta. Cái này của bé rồi mấy chế. Cái này cái vai nó hơi ngắn. Bé tầm 35kg đổ về nè, 35k mã hồng. Em có mấy cái áo bra mà nó mới luôn, size LXL nha, size XL. Size XL nữa ta, để em coi size. Size LXL đều được nha, có như có hai cái này luôn, áo bra còn tem mới luôn nè. 25k. 25 lên mã đỏ nha, có hai cái mà em quăng đâu mất rồi. 25k. Rồi cái này hiệu Cham size ML, cái này phải cắt nhét mút nha. Cắt nhét mút nè, 20 luôn cho mấy chế lên mã tím. Áo ống này 5k, mã ống. Đỏ cho Nguyễn Thùy Linh là 25. Nguyễn Thùy Linh. Mà em size S nữa nè. Kiểu xinh cho. Size S này ngực 82 đổ về mặt đẹp nha. Đó dây đó. Rồi sao nè. Em này 70k mã dây hồng. Dây hồng áo xanh. Cái này của bé 20k mã bé. Tiếp tục em Cham. Cham này mặc được hai mặt luôn á mấy chế. Cham bí ẩn màu tím. Size SM mặc được hai mặt luôn nha. Đó. Mặt nào cũng mặc được, thường hai mặt nó không có mút nha mấy chế, 50k mã hai mặt. Lên một con hiệu iBody nè, size M luôn nha. Size M mới cứng luôn, 50k. Mã hiệu đen, hiệu ba iBody này. Tập Úc xịn sò. Rồi lên một con kiểu nè, size S. Cái này nó quấn quanh bụng nha. Nó để cho em coi size gì. Size M mà này M nhỏ thôi. M này ngực 84 đổ về thôi nha. M nhỏ ngực 84 đổ về nè. Cái này là nó quấn vòng nè. Rồi con này 80k nha, mấy chế lên mã kiểu nha. Lên mã kiểu. Rồi con này cũng sexy nữa nè, size M lớn luôn nè, sexy nè. 35k lên mã sexy. Sexy lên mã sexy. Cái kia là mã hiệu đen 60. Cái size M đó chất dạt mặc thoải mái. Kiểu cho Jenny Lê nè, 80. Áo ống 5k. Size S lên mã S. Một con hiệu Cham nữa nè. Con hiệu Cham này size S luôn, mà cái này cũng phải cắt nhát mút trắng tinh luôn. 60k mã dây. Đây hiệu đen. Hiệu đen iBody của Úc nè. Sợ. Cái này nãy em nói như ta 60 nè. Hiệu đen cho Thuy Nguyễn, S cho Xu Hoàng. S5K Xu Hoàng, hiệu đen 60. Có ai lấy cái loại này không mấy chế? 10k thôi, chất cô tông. Mua cho mấy bé mới lớn. Mua ra loại đó nhiều quá. Thôi mua em Fila size M. M này M lớn. 84-88. Ừ. Đúng rồi, cái S đó là size áo ống nha, 5k. Bạn lấy cái nào? Chưa. Con này size M nè, hiệu Fila nè, trắng với tinh nè mấy tí. Trắng mới cực kỳ mút liền luôn nha. Hồi em này 100k lên mã mới. 100k lên mã mới, cái này ngực 84-88 cũng được nha, M đó M lớn. Rồi Cham màu đen, size S 35. 35 lên mã 35. Mới cho Nguyễn Hồng Út, 100k. Hôm nay bị nứt tem tí xíu. Nước tem tí xíu size M. Cái này cũng không có chỗ nhét mút nha. Em sale 30. 30 lên mã xanh size M. Chốt sexy hả? Ok, sexy 30. Cho Gen Jenny Lê. Một con hiệu Ariel nè, size L nha.
Size L hiệu Aria là mới lắm luôn. Cho mấy chế 60k mã xanh lá, size 30 nhã trân. Xanh lá, size đó có nhiều lắm, nứt tem nhiều luôn. Chế Xu Hoàng phải lấy cái áo đó không ạ? Chế Xu Hoàng. Con này ML bon chen 8689. Ủa quên lộn, 8589 đi. Lấy em bỏ mút vô cho. Mới đẹp luôn, chất này mặc nó thoải mái cực kỳ, hàng tập Mỹ mặc xịn nha mấy chế. Rồi con này 80k mã cam dây, áo ống size S, đúng rồi. Bạn lấy cái đó 5k. Cam dây 80 nha mấy chế, con này size S hiệu F21 nè. Size S của F21 nè. 60k. 60k mã xám. Cam dây cho Hoàng hàng 80. Lát nhét mút. Giờ bên đây không có mút sẵn nữa chứ. Mã xám 60 nha mấy chế. Hiệu Charm nữa nè, phải cắt nhét mút size S nè. Size S này sale cho mấy chế 45 đi. Nó màu trắng em đưa vô đó nó hơi bị chá nha. 45 lên mã trắng S. Một con hiệu Fila này size S. Cái này độ mới nó ở mức khá thôi nha, tại do ở trong á nó nhám nhám nhưng mà ở ngoài thì nó mới đẹp. Ở trong nó là cái chất cô tông á, nó dễ bị xù ra nha. Phía trong thôi, phía ngoài không sao, mới đẹp size S, mút liền. Rồi em sale con này 45. Mã dạ quang. Ở ngoài ok đẹp nha mấy chế. Cái gì? Có. Rồi một em sexy nữa nè. Chất đẹp lắm luôn. 30k nữa nè, size SM 30 lên mã đen. Một con hiệu Nike nữa nè. Nike chiếc này em khui toàn không mút mà. Nike không mút này nó để size L. Em coi. Dạ quang cho Kim Thuận 45. Cái này chắc của bé quá mấy chế. Size này nó để size L của bé tầm 40kg, 40-42kg. Hiệu Nike trắng tinh luôn 50k mã hiệu bé. Con này S nữa nè. S lớn ngực 80-82 đổ về. Dạ quang hết rồi, dạ quang hết. Đen. Đen là cái sexy đúng không? 30 cho Hoàng Hằng. Rồi một con dán sọc nè. Ibody luôn. Ibody con này nó để size S hay gì? Đúng rồi, size S ngực 82 đổ về nè mấy chế, 60k. 60k lên mã sọc. 30 một con sexy nữa nè. Chưa có mút nha, size S. Nhiều dây nè, 30 luôn. 30 lên mã nhiều dây. Sexy 30 là cái nào ta? Hết rồi. Sexy 30 nãy người nào chốt rồi đó. Con này là hiệu Victor. Victor không mút nè. Victor này nó không có chỗ nhét mút nha. Mình cắt một đường nhỏ mình nhét mút vô mặt ok nha mấy chế. Đó. Size này size L nè. Victoria. Size L cắt nhét mút em sale cho mấy chế 60 luôn đi. 60 lên mã lá. Sexy 30 là cái màu đen, đúng rồi. Hoàng Hằng lấy hay gì rồi. Tiếp tục em Buma size L nè. Trời ơi. Buma size L nha. Đẹp thối tiền luôn mấy chế. Buma size L này mấy chế ơi, 100k. Mã hiệu đen, lá nè. Mã lá cho Diễm Phương. Ơ quên, cái mã sexy là cái này hả? Cái mã này nhiều dây nha mấy chế. 60. Cái mã này là nhiều dây nha. Nhiều dây là 30k. Mã sexy thì nãy có ai chốt rồi. Con này cũng size L nữa nè. Hiệu Estep. Size L hiệu Estep ngực này là 8793. 8793 hiệu Estep 70 mã sọc tím. Rồi nó lại hiện ẩn comment. Để làm thử. Vuốt coi.
hiệu đen, hiệu đen của Nguyễn Thùy Linh 100k, hiệu đen em hết, nhiều dây cho Vũ Thảo 30, sọc tím 70 cho Nguyễn Thùy Linh. Vô đây đọc comment mới được. Vũ Thảo mới. Ai có đơn inbox cho em nha mấy tình yêu. 30. Ai có đơn inbox cho em nha. Và đọc comment bên đây. Sọc tím của Nguyễn Thị Linh rồi, rồi em lên tiếp. Con này chất cô tông dạng mặt mát đập được cũng được, mà cái độ mới nó ở mức trung bình thôi, em sale 20k mặt mát ở nhà cũng được nha. 20k size M đều được, 20 lên mã, cái này nó có mút liền nè. Lên mã mãi 2 giây đi. 20. Cái này size L nè. Chất dệt mặt em lắm mấy chị. Size L nha. Size L là 60 lên mã chéo lưng. 60 một con hiệu Onavi. Onavi này nó để size S mà ngực 81 82 đổ về nha. Đó, Onavi luôn, con này cũng hơi cắt nhét mút nè, mới lắm luôn. 60k lên mã đen mới. Đen mới. Có xanh Yamaha hả? Không có bạn ơi. Yamaha là gì tôi còn không biết. Size ML này chất chất dạng như mặc mặc thành áo bra, chất mát cực kỳ luôn nha. Size ML nè. Rồi con này 35k mã tím. Đen mới cho Vũ Thảo nè, 60. Mã tím nha mấy chế, 35k. Rồi em này size M nè. Size M nha mấy chế, 40k nè, mã phối. Tiếp tục con hiệu Danskin size S nè, 60k, mã viền hồng. Màu em mút liền nè, cúp này cúp C nha, của Victor nè. Cúp C màu đen lưới nè, 90k, mã đen lưới, size ML cúp C nha. Phối 40 cho Chi Phạm. Mưa hả? Mưa thiệt. Ờ, Chi Phạm. Con này size S nha. Con này nó là không có chỗ nhét mút, mình rọc đường mình nhét được nha. Nó là hai lớp nè. Size 35 thôi. 35 size S lên mã sọc. Màu em hiệu Nike này size ML, ngực 83-88. Ngực 83-88 mút liền nè mấy chế. Ngực 83-88 mút liền nha, 100k, mã liền hồng. Một con hiệu nữa nè, size M luôn mút liền nha. Màu xanh nhạt nhạt, con này 70k, mã liền xanh. À, áo S cho Linda. Áo S là cái này đúng không? Áo 20 phải không Linda? Linda ơi, áo 20 đúng ok giùm mình nha Linda. Liền hồng cho chị Phát Hưng 100. Liền xanh cho Hoàng Hằng 70. Này Phát Hưng 100, Hoàng Hằng 70. Tình yêu ơi đúng. À, áo xám viền hồng. À cái này 60. Cái đó 100 của chị Phát Hưng. Rồi cái này 60 nè. 60 cho chế Linda Trần nè. Đúng rồi. Một con áo kiểu nè, nó là dạng một lớp nha, mặc đi chơi rồi cũng được. Nó cũng là chất tập. Ừ. Size M. Nhưng mà nó một lớp nha mấy chế. Đẹp lắm. Dễ thương, mặc đi chơi thoải mái luôn, 35k thôi, rất là mới nha. Size M lên mã tím kiểu. Tím kiểu. Rồi em tiếp con này size M nữa nè. Mút liền nha, chưa có vuốt nó ra, nó hơi nhăn. Size M mút liền, cúp này là cúp B nha, cúp B cúp C mặt đẹp nha mấy chế. Cúp B đổ lên mặt đẹp nha, em xem 50 thôi. Lên mã sọc hồng cho cái cúp nó to. Sọc hồng cúp B cúp C. Tím kiểu, tím kiểu 35 cho Nguyễn Kim Thuận. Tím kiểu em hết rồi. Con Cham này size SM,
size SM này cũng phải cắt nhét mốt em sale 35 luôn. Mã Loan ở Kim Thượng có áo này gì đó. Mã Loan nha mấy chị. Cái này mặc thay bra 20 size S lên mã sọc. Nó chất mặt mát á. Size S nè, 35k hiệu Cham mã đen. Rồi con này size S dạng nâng đẩy nè. 50 mã nâng. Sọc 20 cho mít kim hoàng. 20. Không có mút để bỏ luôn, chán ghê. Con này size S luôn nè, mút liền nè. 70k mã Loan. 70 size S mút liền ha, còn con mới nè. Size S ngực 80 đổ về nha mấy chế. Nay chữ to luôn nè, ngực 80 đổ về nè. 150. 150 lên mã mới. 150 lên mã mới. À, em còn con áo kiểu em quên. Này áo kiểu này nó làm lót hai lớp nhưng mà nó không có mút nha, dạng áo kiểu đi chơi không phải áo tập nha mấy chế. Cái này nó dính gì đây tí xíu giờ mình tẩy ra nha. Con này mới tinh luôn. Size M, size S, size M mặc là ok nha. Xinh lắm. 60k. 60k lên mã crop. 60. Con này size S ngực 80 đổ về nè, sale cho mấy chế 40 mã chữ xanh. Chữ xanh. Sọc mít cái hoàng rồi đúng không? Màu em yếm nè, size S nè, 70 mã yếm xanh. Rồi mấy con này em sale 35 luôn nè. Trời ơi đẹp, size S lên mã khóa hồng nè, 35. Size M khóa tím 35k. Có ai lấy một lớp thì hú em, một quên hai lớp gì? Chất cô tông gì đó. Một lớp đúng rồi. Rồi một con màu tím nè mấy chế. Mới tinh luôn, size M lớn nha. Ai L nhỏ, ai bình thường mặc L nhỏ bon chen được cái này. 50 mã tím. Con này nó hơi bị giãn giãn ở đây nè. Size này size S nè, lên mã tặng. Mã tặng em tặng nha, nó bị giãn ngay chỗ cái phần thun. Mã tặng. Còn thấy không ta? Nó thấy comment rồi đó. Tiếp tục một con Fila này size M. Fila cái chất ở trong nó là cô tông, nó hay bị xù xù phía bên trong. Size S nha mấy chị, ngực 83 đổ về thôi. 82. Con này xù xù bên trong em sale 20 thôi. Lên mã hiệu đen 20k. Tím 50 cho Chi Phạm. Chi Phạm. Ai lấy con Under Armour tặng em tặng nha mấy chế. Con CK này size S. Size S CK chất cô tông hai lớp không có mút nha. Hai lớp không mút nè. Em sale cho mấy chế 45k. Size S 45 lên mã hiệu. Tặng cho Chi Phạm. Sao nó comment nó lên lâu vậy ta? Hiệu đen 20 cho Chi Phạm. Con này size L nè. Ôi. Size L nha mấy chế. Con này 50 nè, lên mã xanh lá. Ai lấy dáng dài không? SM nha, 35k. Mã dài. Một con hiệu nai mút liền. Cái này cúp C nha, size ML cúp C. Ai mà víu to á, cái là dòng lưng nhỏ mà cái bầu ngực to á, thì mặc con này nha. Em sale 50 thôi. Nó hơi to nè. 50 lên mã hiệu to. Size ML. Xanh lá cho chị Nguyễn Thùy Linh. Nguyễn Thùy Linh trước rồi mấy chế. 50 con này hiệu Old Navy nè, size L luôn nha. Hiệu Old Navy con này phải cắt nhét mút nè, sale mấy chế 35. 35 lên mã mã 35 luôn đi. Một con hiệu Hollister nè. Hollister. Cái này cũng phải cắt nhét mút luôn, size S. Này cắt nhét mút nha mấy chế. Ôi. Hiệu size S nè. Xinh quá luôn, 60k, mã dây nhỏ. Dây nhỏ. Hiệu to cho chị Nguyễn Thùy Linh là cái cúp to đúng không? 50. Chị Nguyễn Thùy Linh nè. Phải này không ta?
Nguyễn Thùy Linh 50, con áo bra nữa nè, mặc hai áo ngực size XL nha, 20k, size XL 20 lên mã đỏ đô, đỏ đô là 20. Con này size S nè, con này phải cắt nhét mút nha, để em coi mặc được hai mặt luôn mấy chế, mặc được hai mặt luôn, em sale tương tác cho mấy chế 30k nè, size S nha, hay mua cho bé cũng được á, nó không có mút nha. Rồi 30 lên mã hai mặt luôn, hai mặt. Em like ít cái áo nữa thì em mới qua cái quần nha. Chế nào nãy hỏi quần, cái này nó hơi bị dính dơ đây xíu nha, size S nè, dính dơ dơ nè, 20k lên mã ren. Mấy con đen này size S cũng nhét mút luôn, cũng phải cắt nhét mút nè, 20k size S lên mã đen. Một con mút liền hiệu Cham size M, con này 30 luôn, 30 mã liền đen, liền đen ren cho Hoàng Hằng 20. Quần sọt tí xíu mới tới nha, áo ống 5k này mới chế size S lên mã da, 5k size SM, nó toàn là có hiệu luôn á nha mấy chế, lên mã dạ quang 5k. Tiếp tục con này của bé là 20, 20 lên mã hồng. Con này Under Armour cổ yếm size S, size S, size S cổ yếm của Under Armour, cũng phải cắt nhét mút nha, 35k, 35k lên mã yếm. Khúc này khúc S với bé hay sao ta, nó toàn là của F21 nè, size SM nhỏ. Cái này cũng phải cắt nhét mút luôn nha mấy chế, 45k hay là nó mặc được hai mặt. À cái này có mút. Không không, cắt nhét mút nha. 45k SM nha, lên mã SM. Hồng bé, hồng của bé 20 cho Kim Thuận. Tiếp tục áo bra 20 size SM mã bra. Nói chung ra bra nhiều quá. Rồi con này size ML nha, hiệu Aria nè. Size này nó để size L nha mấy chế, size L nha. Ngực này 8993 mặt đẹp luôn á. Hiệu Aria, dây nhỏ phía sau là 60k lên mã dây nhỏ. Con này size S nè. Mấy con nào có mút thì nó còn nhanh đi chứ con không có mút khó bán gần chết. Size S nha mấy chế, ngực này 80 đổ về thôi. Cái này nó có một cái vết chữ gì của người ta viết vô hay sao á. Về mình giặt nha, em sale cho mấy chế 50 thôi nè. 50 lên mã xanh. Xanh. Hồng bé, hồng bé rồi. Một con hiệu Onavi size ML nữa nè, mút liền nha. Size L. Onavi size L mút liền dạng mỏng nè. Ai có ngực mặc mấy con này êm lắm luôn. Size L nha, ngực này 8994. Quá mới luôn. Rồi em sale cho mấy chế 75k đi, lên mã hồng. Mã hồng hồng hồng. Xanh cho Kiều Anh Nguyễn. Không, quần dài không có chứ ơi, quần dài không mãi không có. Xanh 50 nè. Xanh 50 size S đúng không? Cho Kiều Anh Lê. Trời ơi, đọc Kiều Anh Nguyễn. Kiều Anh Lê inbox giùm cho mình nha. Kiều Anh Lê inbox nha. Chốt qua ấy, chốt qua tin nhắn 75 cho Nguyễn Hồng Út nè, cái này mới giá men. Nguyễn Hồng Út nè 75. Con này lưới lưng nè, size M nè, mút liền nè, 40k mã cam. Con khóa hiệu Dan Skin luôn nha, size M. Size M này ngực 85 đổ về thôi, 50 mã khóa hiệu. Em này size S nè, cũng hiệu Dan Skin. Xin giữ chưa mấy chế, 60k mã rằn. Xin lắm. Cam. Mã hồng, mã hồng hết rồi, mã hồng hết. Cam cho Mickey Hoàng 40. Mickey Hoàng 40.
khóa hiệu 50 cho Chi Phạm. Chi Phạm 50, Mít Kim Hoàng 40, này cho Chi Phạm 50. Rồi cái rằng là cho Nguyễn Vân Anh 60. Ừ, cái đó không có, bỏ ra. Cái khóa mấy cái này một lớp không à. Con này XL nè, ngực A9396. Chi Phạm. Rồi cái này 60 của Nguyễn Vân Anh. CXL 1996 mặt xuống luôn mấy chai. Con này đẹp, 45k, hơi lên mã rêu nha. To là sale CS nè. CS này tem bị nứt nè, 30 mã bi. Hiện nay tem nó nứt nhỏ nhỏ xíu à. Áo thì vẫn ok nha, không giãn không lỗi, mà nó không có chỗ nhét mút. Con này CS nữa nè mấy chai. Kiểu xinh chưa. Cái dây này nó hơi mềm mềm nha, em sale 35 cho mấy chế. 35 nó dạng như dây thì nó không nâng đỡ nhiều. 35 size S lên mã S35. Dán rớp tớp mút liền nè. Size M. Nó để S mà tầm M nha. Nó để S nhưng mà cái này form Mỹ nó tầm M, ngược 82, 86. 82, 87 được luôn. 50 luôn, lên mã crop. Tiếp tục con này size M. Size M lớn nữa nè. Ôi, con này xinh lắm. Cái chế mà mặt chất này vô là nó đã luôn nha. Size M lớn này, ngực 83, 88 ok. Chất co giãn rất là sướng luôn. Con này 70 nè. Mã hồng chéo. Hồng chéo. À, hết thấy comment của mấy chế rồi. Rồi một con hiệu Champion mặc được hai mặt nha. Hai mặt thì không mốt size S. Xinh lắm. Hai mặt không mút size S nha mấy chế, ngực 83 đổ về mặt đẹp nè. Đó, 70k. Mã phối, 70 mã phối. Hello, hello Minh Ngọc. Nhận hàng cho em. Chắc ship tới rồi không? Size S là cũng cắt nhét mút luôn, sale 35k cho mấy chế, hiệu Cham luôn. Hiệu Cham mấy Mỹ này nó không có để mút. 35 mã trắng. Con này hiệu Gáp cũng là không có mút. Size S nữa nè. Hiệu Gáp này cũng không có mút nè. 35 luôn. 35 luôn nha mấy chế, lên mã caro. Caro. À. Phối cho Vân Anh nè, 70. Đẹp, con phối này đẹp. Vân Anh 70. Rồi con này hiệu Cham nè, size M. Size M cái viền này nó không có nét lắm nha. Em sale 35. Chung mấy chế gì giặt vũ nó sạch sạch hơn thì nó sáng sủa lên nha. 35k thôi, lên mã cam. Size M. Một con Under Armour không mút nữa nè, size S nè. Họa tiết nè, đẹp. Không mút em sale mấy chế 45 luôn đi. Lên mã họa tiết. Mấy quỷ hiệu này còn không mút thôi. Họa tiết. Họa hổ, họa bì nan, họa tiết. CXL. CXL màu đen nè, 35k mã tập. Nè cái con bra còn mới nãy size L nè, LXL bon chen nè mấy chế. 25 nè, lên mã mới nè. Trắng 35 cho Tường Vi Hoa. Trắng 35 cho Tường Vi Hoa. Đây. Inbox vô cái bếp đang like giùm mình nha tình yêu. Vô inbox giùm mình nha. Mút liền nữa nè, cái này phải cúp C mặt mới đẹp nha mấy chế. Cái này chắc cho mấy chế nào à, đang có bé hay sao mà cái víu thì to quá vậy. Víu to không lo chết đói nè, CML nha mấy chế ơi. Mút liền luôn nha. Rồi em sale to em sale cho mấy chế là 40k thôi. Mã liền xám. Mã tập cho Sinh Yến 35. Mới nãy chị có một cái rồi đó, chị Nguyễn Thùy Linh. Ừ. Sinh Yến rồi mã mới là cho Nguyễn Thùy Linh là 25. Ủa quên lộn. Cho Sinh Yến luôn nha, chị Nguyễn Thùy Linh nãy chị có một cái. Cái màu đỏ là 25, cái màu đen 35, một con size LXL nữa nè. Dây đẹp chưa, 40k luôn đi, lên mã đen dây 40. Con mấy con một lớp này mua cho bé mặc được mấy chế em sale 10k đi. CSM nha, 10, lên mã 10.
con hiệu Charm này size L nè. Mấy con này cần phải nhét mút đó. Size L chất nó êm lắm nhưng mà nó không có sẵn mút trong đó. Cắt nhét mút nha, em sale mới chế 45 luôn nè, mã dây xanh size L 10 cho Nguyễn Vân Anh. 10 cho Nguyễn Vân Anh, chế nào mà có víu sẵn là mặc mấy cái không mút mặc êm đó. Ờ cái đó đó. Con này size M nè. Size M cũng hiệu Charm. Nó cũng không có chỗ nhét mút nha, ML, ML bon chen nha mấy chế. 45k đi. Lên mã sọc cam. Cái này về mình cắt đường cái mình nhét mút vô là mặc đẹp. Con này size S nè, cũng không chỗ nhét mút nữa nè, hiệu này giống như của CK. Size S nha, cũng không có chỗ nhét mút, cắt đường nhỏ nhét 70k. 70 mã dây xám, hiệu này mặc bao đẹp luôn cho mấy chế. Dây xám, dây xanh cho Ngọc Trần, dây xanh L lắm nè. Dây xanh L lắm nè. Dây xanh này 45 này, size L nè. 45 Ngọc Trần. Sọc cam 45 cho Hoàng Hằng. Dây xám hả? Ủa? Xanh, xanh nào chế? Rồi con này cũng cắt nhét mút size M nè, 20k. Lên mã xanh lỗ. Size S. Ủa cái này của bé hả? S, S nha, S vừa 5k. Lên mã số 5. Bé nè. Bé này 10k đi. Lên mã 10. Bé xinh. Baby và dây xám 70 cho Trương Vi Hoa. Trương Vi phải tường không? Tường. Nằm lăn lê bỏ lắm. Ôm cục quá vượt đau coi. Nè, 70. Ôi nãy em có mấy cái trắng tinh mà nó không có mút đó, mấy chế nào không hốt đi đẹp. Trắng tinh là nhưng mà nó không có chỗ nhét mút, hiệu Âu Navi, nó để XS nè. Nhưng mà tầm S vừa nha, ngực 80 đổ về á. Trắng. Hoặc mua về cho bé mặc cũng được nha. Nó không có chỗ nhét mút, em sale 35 luôn nè. Lên mã trắng 35. Con hồng này mới tinh size XL nè. XL, XL lớn ngực 92, 9 size L chứ. Size L mà sao to vậy ta? Size L lớn ngực 92, 97 nha mấy chế. Cũng phải cắt nhét mút nha. Rồi 35 luôn nè, lên mã hồng. Trời ơi nó đẹp. Bé 10 cho Kim Thuận nè. Trắng 35 cho Kim Thuận. Cái này về mình rọc đường nhỏ đó, mình nhét cái mút vô là mặt đẹp. Lông. Ừ. Một con hiệu Âu Navi size M. Màu xám đẹp luôn. 60k. 60k mã hiệu xám size M nha mấy chế. 84 87 mặc ok. 60 mã hiệu xám. Một con hiệu mút liền nữa nè. Nó để XL. Trời ơi cái này mặc sướng lắm nha mấy chế. XL này em sale 60 luôn cho mấy chế, lên mã tím liền. Tiếp tục con này XL nè, 20 mã hai màu. Hai màu. Ôi một con hiệu Onavi size S xinh lắm. Size S nè, có mút đầy đủ, dây nhỏ nè, xinh ghê chưa. S ngực 80 đổ về nha. Con này em sale cho mấy chế 60 đi. Lên mã dây. Dây xám. Dây xám cho ấy rồi, cho Tường Vi Hoa rồi. Một con hiệu Charm nữa nè, Charm size M nha, màu nâu tây. Cũng không có chỗ nhét mút nè. 40k mã nâu tây. Con hiệu này size M nè. Size M em này 40 luôn nè, mã xanh dây. Nay dây nhiều ha. Under Armour. Under Armour độ mới ở mức khá thôi nha, size S nè. Sale mới chế 35 luôn. 35 lên mã hiệu xanh. Armour với Amit. Một con Charm nữa nè, size S nha. Size S con này 35 luôn, mã hồng cam. Hồng cam.
nâu tay, nâu tay là nhiêu quên này, 40. Cho Ngọc Trần xanh dây chi phạm 40. Chi phạm 40. Hồng cam 35 cho Phương Thảo. Phương Thảo. Con này một lớp mấy chị, một lớp màu tím nè, nó để size L nha. Mà tầm M cũng vừa nha, 10k luôn đi, lên mã tím. Phương Thảo 35. Con này hiệu gì này, này chắc của bé nè, 20 lên mã chữ. Này của bé 30 32 kg đổ về, 20k mã chữ. Một con hiệu cham size M nè. Nó để L nha. Nó để L mà tầm M cũng được nha, ngực 84 89, 84 88 84 89 nha. Cắt nhét mút nha mấy chế, mới lắm luôn, 45. Mã hiệu hồng. Hiệu hồng là hồng hiệu lên vài cái quần. Quần này size SM nè, một lớp nha, 50k, mã xanh lá. Size SM eo 71 đổ về 50, mã xanh lá. Có ai lấy chất cô tông này cho bé không, 10k nè. 10k thay áo bra size M, mã cô tông đi. Rồi em lên tiếp con này. Cũng không có mút nữa đây. Cái hiệu này của bé. Rồi xinh chứ. Hiệu của bé xinh quá mấy chế ơi, 30k. Bé nó không có mút nha, 30 lên mã bé đi. Người lớn mặc cũng được á, nhưng mà cắt nhát mút á. Tím cho xinh yến 10k. Một con hiệu cham size ML nữa là mút liền nha, hiệu cham ML mút liền nè. Con này 50, mã liền xanh. Một con này là không có chỗ nhét mút này, hai lớp nha mấy chế, hai lớp size S không có chỗ nhét mút nha, đẹp lắm đó, không có mút. Em sale cho mấy chế 45k mã hiệu. Cái này nó loang như vậy hay là cái kiểu nó vậy, hay nó bị loang gì không biết nữa. Size size ML á, nó loang loang nha, phải không ta? 20 thôi. Cái này cũng hiệu dốc khay á, size ML, ngực 83 88, không có chỗ nhét mút, mình cắt nhét mút sale 20 thôi, lên mã loan, nó loan loan vậy á, mới nha. Mã bé hả, mã bé là 30, liền xanh là 50 cho Kiều Anh Lê. Kiều Anh Lê nè. Rồi xong cái con để cái con đó ra ngoài lát. 50. Đây, bé là sẽ nó để 13 14 tuổi á. À gần. Ghi tên ghi giá. 30k. Trắng tinh nè, cắt miếng nó là hai lớp, mình cắt đường rọc đường mình nhét mút vô. 30 nào đâu? Không, 30 là đưa lên thôi, đưa lên like thôi. Hiệu nay nữa nè. Đẹp luôn, bị răng tem một xíu, mới lắm, size M mà nó bị răng tem một xíu nha. Rồi với lại cái này nó bị dơ, sao cho mấy chế 30 về giặt nha. Size M 30 lên mã trắng 30, loan 20. Ủa loan 20 là cái nào ta? Loan 20 cho Nguyễn Kim Thuận nha. Rồi, tiếp một con màu xanh lá size M nữa nè. Cái này cũng không mút nè. Ủa cái này sao cái vai nó ngắn vậy ta? Này chắc của bé quá. Cái này của bé nha, 20k, mã xanh lá. Còn bé với gì đâu không ta? Size LXL đây, LXL 20 mã hồng. Đây em này đẹp nè. Em này cái hiệu gì á? Cái chất nó y như Victor, đẹp. Mà nó cắt mất tem. Aribook hàng gì, nó cầm lên thấy nó đẹp. Rebook nha mấy chế, size M. Size M nè. M này M lớn, được 84 88, mặt đẹp. Rồi con này cho mấy chế 90 đi, mã dây. Em cầm lên là em thấy nó đẹp rồi đó.
trắng 30, xanh lá em buộc không chị? Xanh lá là cái nào? Cái này hả? Cái này vai nó bị ngắn. Trắng 30, trắng 30 cho Thuy Nguyễn nè. Xanh lá cái đó vai bị ngắn nha. Rebook mã dây đi. Áo bra nè, size M20K. 20K mã ghi. Con này hiệu này nè. Size M, mút liền nha. Cái này cái lưng nó màu xám chứ không phải là nó bị áp màu hay nó bị lem màu đâu nha. Này nó màu xám giống ở trong có cái lớp massage nữa nè. Đó. Size M này sale mới chế 45. Lên mã liền. Dây cho Hoàng Hằng 90. Xong rồi con để ra ngoài hồi phủi cái đó bụi. Cái ghi 20 cho Mickey. Mickey Hoàng 20. Tiếp tục áo bra size XL nữa nè, size L nha, lên mã da là XL gì mặc cũng được, áo bra nó co giãn tốt. Mickey Hoàng. Đây một lớp 10K size M mã 10. Con hiệu này đẹp nè. Avia size S nha. S M nhỏ bon chen. Wow đẹp lắm. Con này 80 nha mấy chị. 80. Lên mã hồng. Con này size L 20. Size L 20 lên mã 2 dây. Áo ống 5K mã rêu size M. Ghi chưa? Mã liền 40 hả? Cái mã liền là con nào ta? Mã liền 40. Đây mã liền cho BB Phạm. Cái này mặc êm. L20 cho Chi ấy quên mã 2 dây chứ 2 dây cho Mickey Hoàng. 2 dây Mickey Hoàng 20. Mã dây là cái này hả chị, size S nha. Cái này mã hồng chứ lộn. Cái con kia mã hồng nha mấy chế. Rồi con này size L nè. Size L nè mấy chế, hiệu Avia nè, 40. 40 mã sọc. Này dính dơ tí xíu nha. Cái này mút liền dạng mỏng thôi, 20 Mickey Hoàng. Nó là một lớp mút liền mỏng nè. Dính dơ xíu xem mấy chế 20 luôn đi. Size M nha, lên mã khóa. Mã sọc cho Lương Hà. Liền đó là mút liền mà. Mã sọc. Sọc 40 cho Lương Hà. Liền đó là mút liền mà em. Rồi con này đẹp nè, size ML nha. Hiệu cannabis gì nè. Có để ngược không ta? À đúng rồi. Size ML này mấy chế xinh chưa? 50 mã tím. Khóa 20 cho Chi Phạm. Cái đúng rồi, cái gì ta? Hai dây màu xám, đúng rồi, Mít Kim Hoàng đúng rồi, đang hỏi chị Diễm Phương. Đang hỏi chị Diễm Phương á. 50 cho chị cho chị cái gì quên tên nữa rồi, Nguyễn Thùy Linh. Con cham này size S nè. Cái này độ mới bình thường, mặc áo bra được. 20k lên mã sọc. Này cho bé đi 10k mã chữ. Con này cũng bé luôn. Bé này lên mã tặng đi. Bé nhiều quá. Cái này chất cô tông, ai thích cô tông là mặc mấy cái này mới chế, không có chỗ nhét mút nha. Size S, size M, 20 mã hoa. Hoa, size S, M. Tiếp tục con cái này nó móc vô được hoặc là bẻ rời ra thành hai dây được nha. Size ML nè, 20. 20 mã xám. Tím hết rồi mới chế. Chữ cho Vân Anh. 10k tặng cho Thuy Nguyễn.
một con mút liền hiệu Charm nữa là size L. Mút liền hiệu Charm size L, con này 40, mã liền đen. Xám, xám cho Kim Anh. Xám Kim Anh. Nếu mà dự phòng cho Tuyết Nguyễn. Kim Anh mới, lấy đủ đơn nha. Xám ghi Kim Anh 20, dự phòng cho Tuyết Nguyễn, một con hiệu Charm size M nữa là mút liền dạng mỏng nha. Mút liền mỏng 50. 50 lên mã liền đen. Con này một lớp size XL này mấy chế to to này, mặc mấy cái này mặc áo ngực bên trong á, 10k. Mã xanh 10. Bé bé bồng bông. Size M cái này cũng một lớp nha, hồng 10. Một con mút liền mặc thay áo bra cũng được, size XL. Mới tin luôn, 35k. Mã liền đen. Liền đen. Mã liền. Mã liền đen 50 cho Lương Hà. Lương Hà phải không? Ờ Lương Hà. Cái này ghi mã số 2 giùm em nha. Liền đen size XL nè, 35 nè. Lên mã số 2. Tự nhiên đọc hai cái hàng quỷ giống nhau. Ủa? Sao hai cái liền đen? Ủa chết. Chế chế Lương Hà ơi, lấy cái 40 hay cái 50 vậy em? Đầu em lộn rồi. Cái 40 là size L nha, còn cái 50 là size M á. Có mắt cài phía sau á. Số 2 cho Nguyễn An. Ok, cái kia 50, còn cái này 40 nè. Cái kia có mắt cài, còn cái này 35 nè. 35 nè cho Nguyễn An. Size L XL nha. 35 Nguyễn An. Có đơn inbox cho em nha. Cái con hiệu Charm 40 nè, size M. M này M lớn nha. Ngực này 84-88 nè, 40 luôn nè. Lên mã đen 40 đi. Trời ơi, khúc này nó bị rối não vậy. Size này 2X nha mấy chế, ngực trên dưới 100 nha. Trên dưới 135. Mã khóa da. Khóa da. Xinh không? Xe S nè. Xe S thì của bé gì đó, 10k lên mã S. Đúng rồi, cái đó đúng rồi. Liền đen 40, size L cho Xinh Yến, ok. Xinh Yến là 40 nè. Rồi đen 40, đen 40 cho Hoàng Hằng, size M nha. Đen 40 Hoàng Hằng là ML. Rồi con ôm cái đấm đó giật qua cho mẹ con. Rồi em lên, đang chờ đợi em lên vài cái quần size L nè, eo 70 76 đến 80 nha. Có lưới, khối lưới nè, nên em sale 70k cho mấy chế nè. Lên mã đen 70. Rồi con này hiệu Adidas nè, mới tin nó để XS nha. XS mấy chế nào ngực dưới 80 hoặc mua cho bé mà. Mới lắm, đẹp luôn. Rồi sale mấy chế 90k thôi, lên mã cam. Con áo này size S nè, 80k, dáng crop top, mút liền nha. 80 lên mã áo. Đen 70, mã S cho Thuy Nguyễn. Mã S là nào ta? Thuy Nguyễn mã S là nào ta? Đen 70 nè cho Xinh Yến nè. Đen 70 nè cho Xinh Yến. Mã S là nào chế? Chế nhắc nhở em cái coi. Em đang lên cái gì ta? Rồi cái này size XS nè mấy chế. Trắng bé hả, 10k. Ok ok. Trắng bé. Đây 10k. Xin ha. Cho Thuy Nguyễn. Con này size S nữa nè. Size S ngực này XS luôn rồi mấy chế ơi. XS ngực dưới 80 nha, tầm 78 đổ về mặt đẹp. Rồi xinh quá luôn, 70k thôi, lên mã nhỏ hoặc mua cho bé cũng được. Ai? Còn. Đây nè, giỏ của Nhã Trân nè.
Rồi con Adidas nữa nè, Adidas size S nữa nè, cái này cũng phải cắt nhét mút nha, XS luôn. Ngực dưới 80 nha. 70k luôn, lên mã chữ Adidas nè. Còn con này em thấy size S nó đã nhỏ rồi mà có chế vô hỏi 2XS thì mặc sao vừa ta. Size này của bé rồi, size M của bé 50k. Size M của bé 30kg đổ về nha. 50 nè. Lên mã hiệu bé. Hiệu toàn bé. À, lên một con Lulu nè mấy chế, size này tầm size 10 nha. Tầm size L á. Ngực 8993. Cúp B là mặt đẹp luôn, hiệu Lulu nè, 120. Lên mã xịn. Phương Mimi. Chị không biết, chị đâu biết em nhiêu đâu. Cái đó size XS á. Con này size L nè. Size L cái eo này 77 đến 80 nha. 77 81. 77 81 nha mấy chị. Eo trên dưới 80 nha, size L nè. 100k lên mã xám. Dài nó hiếm hót hòn hột. Đùi này 35k, size S lên mã cạc cao 35k nè. Lên con nai này của một lớp nữa nè. Chắc mặc thành bra hay là kiểu quỷ gì mà nó có một lớp à. À cái này chắc của bé rồi mấy chế, size L nè. 50k. Trời ơi đẹp ghê không. Một lớp thôi nha, lên mã một lớp đi. 48kg ha, em không biết mấy chế ơi, mấy chế em đo cái dòng 1 mấy chế vừa thì mấy chế lấy nha. Màu hồng size S là 70k, mã dây hồng. Nói chung 48kg là mặc bao không vừa. Cái này mặc hai áo bra mát luôn, size XL mấy chế 10k. 10k nha, size XL lớn luôn, ngực này trên dưới 100 á. 10k lên mã 100. Đùi 35 cho Mickey Hoàng. Cạp cao, mã này mã cạp cao. Ôi lên con Cham này cũng mặc hai mặt nè. 35, à một mặt thôi. Cham size L nè. Mấy con này hiệu này toàn phải nhét mút vô không. Mới lắm. Nhưng mà phải cắt nhét mút hoặc mặc như vậy luôn á nha mấy chế. Mới tin luôn, em xe 60 thôi nè. 60 lên mã họa tiết. Nè chế nào chờ đùi hóng đùi. À cái eo này 80 đổ về, hiệu Adidas quần quần su su nè mấy chế. 80k luôn. 80k lên mã hiệu, eo nào 80 đổ về mặc quần này là mới tinh luôn, sale luôn. 80k mã hiệu. Họa tiết cho Hoàng Hằng. Một em này size to nữa nè. 60, size XL nữa nè mấy chế. Cái eo này 82 đến 88, eo 82 88 nè. 90k đi. Lên mã hồng cam. Size XL lớn nha. Ai mặc bình thường nó size XL lớn thì nó vừa. Còn size nhỏ là thành 2X á. Rồi một em hiệu Cham này size M nè, cái eo 74 đổ về nè. Size mấy chế 60k mã xám. 60k hiệu Cham luôn. Mã xám. Rồi em lên tiếp áo. À thôi em lên con này nữa đi. Size S em 67 đổ về nha. 100k. 100k lên mã kiểu. Cái này nó có giẫm gót nè. Size S eo 70 67 đổ về. 100 lên mã kiểu. Rồi tiếp con đùi này eo 85 không tới. Này 80-83 80-83 35k một lớp nha. Lên mã xanh. Áo bra 20 nè. Size ML 20 lên mã chéo. Mặc hai áo bra nha mấy chế. Này của bé nữa nè. Bé nè, lên mã tặng bé đi, tặng luôn. Nhỏ xíu xíu. Cái này áo ống nè, có chỗ nhét mút nha, nhưng mà mình về tự nhét nha, em bán 5k thôi. Hiệu Danskin luôn á. Size SM nè, lên mã lưới. Lưới. Con hai dây này 20 nè, size M. Size M lên mã rêu. Tiếp tục em Cham này size ML nha.
chất dày lắm, mặc được hai hai mặt luôn á. 35k lên mã ghi. Con nai này là cái tem nó gì nè mấy chế, cái tem nó làm nứt nứt vậy đó, nó nhũ nhũ nha, đẹp. Xe ép không có chỗ nhét mút nha, về mình cắt đường mình nhét tem cộm luôn, rất là xinh. Em sale cho mấy chế cái này phải cắt nhét mút 80k đi, 80k lên mã độc. Tem nó lạ, tặng cho Thuy Nguyễn, rêu 20 cho Nguyễn Tuyết. Nguyễn Tuyết cố gắng lấy đủ đơn 100k em đi đơn nha mấy chế. Có đơn inbox cho em size L, ổ size XL nè. Con này cũng phải cắt nhét mút nè, em xem mấy chế 30 hiệu Cham luôn. 30 lên mã đen. Một con loan size XL hiệu Cham cắt nhét mút nha. 50. 50 lên mã loan. Áo loan gì nó nhiều vô số. Hôm nãy có chế nào size XL nè, hốt cái con này đi đẹp mà không ai lấy gì. Con này size XL nè, 45k mã rêu mới tin nè. Ngực này 95 đến 93 đến 98 100 cũng được luôn mấy chế. 45 mã rêu size to. Đen cho xinh yến, đen. Đen là cái nai hả chế? Đen 80, ủa chế lấy xe S hả chế xinh yến? Chế xinh yến lấy cái xe S này hả? Loan đó XL chị. Cham đen hả? Ủa xinh yến mã đen. À cham đen size lớn. Sorry 30. Cham đen 30 nè, size XL, cái cham xanh này cũng XL mà cái này. Em coi coi nó lớn hay nhỏ. XL cỡ cỡ hả chế ơi. Nè, 30 cho xinh yến. Ok ok. Cái loan này đẹp ha. Size XL. 50. Đây con Aria nè. Size L nha, 60 mã dây. Lên tiếp con này hiệu Cham nè. Size L luôn, phải cắt nhét mút nha mấy chế. Size L cắt nhét mút nè. 40 đi, lên mã sọc. Con hiệu Hét nè. Hiệu Hét đem coi có mút không. Hiệu Hét này cũng không mút nè, size SM 35k. Lên mã phối. À, Cham xanh mã loan hả? Loan cho Hoàng Hằng. 50. Quần này size của Reebok nha. Size này tầm size M đó. Size M của Reebok nè. Quần tới bắp chân nha mấy chế. Rồi em xem mấy chế con này 70 đi, lên mã sọc. Nó hơi dơ dơ một xíu, nhà giặt nha mấy chế. Con này size S nè, eo 769 độ về nè. 100k lên mã phối. Phối. Tiếp tục size S nè, ngực 80 độ về 60 mã khóa hồng. Khóa hồng. Ủa con thảy lại cho mẹ đó hả? Cái đóng đồ. Một con hiệu Âu nè. Trời ơi nó đẹp, nó mới mà nó không có chỗ nhét mút. Cắt nhét mút nha mấy chế. Size SM nhỏ, ngực 83 đổ về nè. Ôi đẹp. Này mà có mút lại bán 90 đó. Này em xem cho mấy chế 70 nha. Lên mã dạ quang. Mới len ken. Tiếp tục con AVA nè. Size này là size S. Size S hiệu AVA nha. 60k. Mã hiệu xám mới. Ken Span. Dạ quang 70 cho Hoàng Hằng. Mới Ken Span. Ừ, hiệu Gáp nè, của bé luôn nè. Của bé 33 kg độ về đi, hiệu Gáp nè 35k. Mã yếm bé. Con này size XL nè, hiệu Âu Navy. Size XL 35k. Mã xám. Mút liền XL nữa nè. Hiệu Danskin nha. Size XL mút liền hiệu Danskin. Con này 45k mã hồng nhạt.
mút liền luôn. Mút liền là liền mút liền. Để em ôm nó luôn. Dục hai cái bên kia qua thì mẹ cho con cái màu khóa khóa đây với cái gì đó. Ủa cái này nãy của Hoàng Hàng cái mờ này con 40. Rồi con này size L nè, 35k mã viền xanh. Size L, ML bon chen nha. Con này size M35 mã khóa hồng. Cái này mặc hai áo ngực nè. Trời ơi nó mới, size L. Ai mà cúp tầm cúp C á. Nó để size gì đây em đọc cho. Mút liền mỏng thôi, cái này là mặc hai áo ngực, cái hiệu gì nè. 30 MD, size M cúp D. ML cũng được nha, cúp D. Trắng mặc hai áo ngực đi 20k lên mã trắng, trắng tinh. Còn sọt hả? Viền xanh 35 cho chi Phạm. Viền xanh 35 chưa có dục lên, quên chưa có môi lên được nè. Con này hiệu Champion luôn nè, size L, XL nha. Có con này cũng là hai lớp không mút, size L 35k luôn nè. Hiệu Cham nè, 35 lên mã hiệu xám. Rebook nè mấy chết, cũng phải cắt nhát mút luôn. Size SM đó cũng không mút nha. Size SM xem mấy chết 40 nè. Mã hiệu 40. Đùi hả? Con này mặc hai áo bra size M. Mặc hai áo bra size M nè, 30 mã tím. Sao nó có cái ren ren? Đùi nè 35 size S. Size S lên mã viền hồng. Đùi ai lấy 3 cái thì 100k. Rồi con này size S luôn nè, cái eo 66 đổ về em sao 70 luôn nha. 67 đổ về 70 luôn nè. Lên mã lưới đen. Size S luôn, hiệu step gì nè. S này S lớn, eo 71 đổ về nè, 70. Mã phối xanh. Phối xanh. À, tím size M Nguyễn Tuyết. Tím nè. Nhớ để riêng, con ghi Nguyễn Tuyết xong để riêng để lát bỏ 30. Bỏ mút vô. Có ai lấy dốc G size 2, size XL mấy chế cái eo này 80 82. Này dạng ngắn á, mua cho mấy bé mặc cũng được nha. Người lớn thì to to, bé bé á, thì nó mặc thành dài. Rồi 50k jogger mã vàng. Đùi size S eo 70 đổ về là một lớp nha, 35. 35 mã một lớp. Hiệu Cham size M là 45 mã số 9. Tiếp tục con này nó giống như hiệu Victor, rất là xinh. Size M là 45k mã hoa. Mới lắm mới. Ở comment thấy gì ta? Rồi ABCD cho em nha mấy chế. Con này XL nữa nè. Lát em nhét mút cho mặt hai áo bra 20. Size XL 20 lên mã da. Mà nó màu ghi mà ta. Mã số 9 cho Kiều Anh Nguyễn nè. 45. Do nó hơi dính dơ một xíu về giặt nha. Cái này hiệu Champion mặc êm lắm. 45. À, Kiều Anh Lê đúng rồi. Ok cảm ơn mấy chế nha. Size S hiệu Âu Navi hả? Âu Navi size S nè mấy chế. Mới đẹp luôn nha, 60k. Nó tạo khe ngực luôn, là mã hiệu xám. Con này size S luôn nè. Cái này cũng không chỗ nhét mút, 20k. Mã xanh lá. Em này mút mỏng size LXL nha. LXL hiệu Âu Avia gì nè, size LXL mút mỏng là 45. Lên mã mỏng đi. Rồi con này của bé nè. Bé 30kg đổ về, 30k mã beo. Dễ thương ha. Bé đẹp ghê luôn.
30k mà bèo. Bèo 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 bèo. Tiếp tục con cham này size S cũng phải cắt nhét mút nha, hai lớp dày luôn, 45. Mã 2 dây. Con nai này nứt tem size S. Nai nứt tem size S này 20 mã đỏ. 20 mã đỏ. Nứt tem. Máy này nó không có chữ nhét mút. Mỏng cho xinh yến mỏng. 45 cho xinh yến hiệu AVA. Con này hiện nay này của bé luôn nè, nay mới tinh luôn, này của bé nha, size L á, 35kg đổ về, 35-40 gì cũng được, 35 đi. Con này 50k mà hiệu bé, hiệu bé toàn xịn. Con này size size S nhỏ nha, ngực dưới 80 nè, 40 mã chữ hồng. Size 2XL. Size 2XL ngực 98 tới 102. 55k. Lên mã hồng to. Hồng to. Rồi em lên một con hiệu cham nữa nè, cái này cũng phải cắt nhét mút nha. Size M, size S. Size S nha, M nhỏ bon chen. Cắt nhét mút nha mấy chế. Con này 50 mã sọc. Hiệu cham nó còn không mút không à. Dễ sợ cho size S nữa nè. Cũng hiệu cham nữa nè, không mút nè. Rồi 45 đi, lên mã tím. Hiệu Under Armour size S. Under Armour size S ngực 80-81 đổ về nha mấy chế. Con này mới nè. 80k mã mã 80. Tiếp tục con XL ngực 95-98. 95-98 là 60k mã sọc xanh. 60. Một con hiệu này đẹp đây, size ML nè. ML con này đẹp mấy chứ. 70k. 70k mã lưới lưng, quá đẹp. Hiệu Nike nè. Nike này sạch đẹp, không nứt tem không gì hết. Mà nó là size M, nó không có chỗ nhét mút nha, em sale cho mấy chế 80. Cắt nhét mút vô là đẹp, size M nha mấy chế. M 83-87. 80k. Mã trắng mới, trắng mới tinh luôn. Lưới lưng 70 cho hoàn hàng. Áo ren bra nè 20, size L. 20 lên mã ren. Con này AVA Authentic gì nè, size L nha. Của Authentic size L là 70. Mã xanh lạ. Có mã xanh lạ nữa 70 nhiều Authentic size L. Lưới lưng mã trắng, trắng cho Nguyễn An. 80. Hiện nay mà không có mút tiếc ghê. Ôi con này size S nè, chế là sexy nè. Cái này của bé rồi. Cái này của bé rồi, dễ thương vậy. 10k mã bé. Rồi con mút liền hiệu Mika size S. Size S M nhỏ bon chen, cúp cúp này cúp cúp B là mặt đẹp luôn nha. Con này 60k. Mã mã xám đậm đi, này đẹp lắm. Rồi áo bra size M nè. Mút liền là 20. Size S thôi, 20 lên mã da. Nó da đâu trời, nó màu xám. Em thích đọc mã gì. 70 cho Nguyễn Thùy Linh là xanh lạ nè. À, nai trắng, nai trắng của ai lấy trước rồi đó chứ. Bé 10k cho Nguyễn Vân Anh. Đen tập là size M nè mấy chế. M nè 35k mã tập. Cái này dạng như yếm nè, cũng phải cắt nhét mút nè, 20 size S. Size S lên mã khóa. Cái gì? Ừ đúng rồi. Hiệu cham nè, trời ơi nó đẹp mà nó cũng phải cắt nhét mút nha. Hơi dính dơ đây xíu, xem mới chế 35. Tem đẹp ghê chưa? Cắt nhét mút dính dơ xíu xem 35.
xe SM ngực 84 đổ về nha. 35 lên mã logo. Logo khóa, khóa 20 cho hoàn thành. Có cái khóa phía sau. Logo là 35 cho Phương Thảo. 20 hả? Ừ. Cái chế nào mà có làm víu rồi đó, có tim bao nhiêu cc, có nhét túi rồi đó, mặc mấy cái nó đẹp. Con này một lớp size XL, cái đó 35. Size XL nha, 10k nè, lên mã một lớp. Này của bé nè, bé 10 luôn đi. Mã bé. Này xinh nha, size ML. Size L. Phương Thảo đầu lai có. Phương Thảo đầu lai có phải không em? Size L này mấy chế, 50k. 50k mã dây đen. Một lớp cho Nguyễn Tuyết 10k. Nguyễn Tuyết 10k. Rồi em này cái hiệu này nè. Size M nè. 60k mã xám. Con này hai lớp cũng không có chỗ nhét mút. Size S. Size S em này sale cho mấy chế 30 đi, mã tím. Có chưa? Một lớp này em nhiều lắm nha. Trắng tinh luôn. 10k nè. Đây lòi lên quần đùi nè. Đùi hai lớp size ML 75 đổ về nè, 70 mã viền tím. Gió mềm xèo bèo bé bèo bè bèo. Mà leo ống chân ta. Con màu xanh lá này size M nè, mút liền nha. Màu xanh lá mạ vậy. Cái này độ mới ở mức mức trung bình khá thôi nha. Bán mới chế 30 nè. Vậy mặc chụp hình cái cũng được. 30 lên mã xanh lá. Một lớp 10k size L đi lên mã sọc xanh. Một lớp 10k. Một lớp cho chị Nguyễn Thùy Linh nè. 10k. Dây đen cho Hoàng Hằng 50. Dây đen cho Nguyễn Thùy Linh. Rồi tím là của Phương Thảo 20. Phương Thảo. Nè con ghi xong cái này con để ra ngoài. Cái này là của Hoàng Hằng 50 nè, ghi xong để này của Phương Thảo nè, để riêng ra để lát. Lát hay mút. Đúng rồi chị. Của chị ra một lớp 10k đó chị. Đùi thun size S có nha, xanh lá nè, 30. 20, Nguyễn Thị Linh màu trắng là 10, còn 20 là của Phương Thảo, màu tím con đang cầm. Này 30 cho Hoàng Hằng. À em có cái áo này. Dạng như ống mà có thêm cái vai này mới chế xinh lắm, 10k. Xé size M. Ừ Hoàng Hằng. 10k lên mã quay. Giống như mặt bẹt vai đó, 30. Xe S nha. Sọc xanh 10k. Một lớp nhiều. 10k cho Thuy Nguyễn. À, lá mạ hả? Không, cái đó là thun thể thao mà nó có lưới mà hết rồi. Quần đùi mà chất thun 100k 3 cái. Em lai xong đi, hồi nó lòi ra mới lai được. Ừ. Cái này dốt gơ nè, nhưng mà này chất tập co giãn 4 chiều nha, size S mới chế 80. Dốt gơ nè, lên mã bo. Size S. Nhét hồi không có nè. Nè, chế nào lấy con này XL nè, em sale 30 tiếp tục, nó cũng là hai lớp. Không có mút á. Ai thích không mút mặc mấy con này hiệu Cham mặc sướng lắm. Lên mã xám là 30. Một con hiệu Adidas size S. Nó cũng không có mút luôn nha. Size S em sale cho mấy chế 60 luôn nè. Ôi rẻ vậy. 60 lên mã S xanh. Adidas. Size XL mặc hai áo bra là 30 mã hồng.
quai xanh cho hân da 10k, hân da xám 30 cho hoàn thành hiệu Tram. Đây còn con xám Tram Loan giống nãy nè, size XL nữa nè mấy chế, 45 thôi, 45 45 lên mã sọc. Hiệu Nai nữa nè, Nai nước tem 30, size M nha, mới tin nè mà nó nước tem rồi. Size M là 30 lên mã hiệu 30, hiệu 30. Con này nó bị giãn giãn cái chun, nhưng mà mặc mặc vô nó vẫn căng ra thì nó ok, tầm size S nha. Hiệu luôn á. Lên mã tặng đỏ đi. Tiếc em không bỏ. Nó hơi giãn cái phần chun xíu. Tặng đỏ nha mấy chị. Tiếp tục cái con hiệu này size L nè. Hiệu gì chữ dập nổi luôn nè mấy chị. 50. Mã hiệu đen. Nay 30 cho Kiều Anh Lê là 30, tặng đỏ, tặng đỏ cho Hân Gia. Hân Gia có màu trắng size L ML nè mấy chế, trắng mới đẹp, em sợ màu trắng quá để nó hơi dơ. Size ML nha, mới nói nó dính dơ gì xíu đây xíu thôi nha. Về mấy chế giặt em sale 60 nè, 60 lên mã dây trắng mới lắm, dây trắng. Rồi cho bé 10k nè, xinh không, mã bé đi. Bé 10k nữa nè, con bé này tặng đi, nó hơi thôi bỏ đi, nó nhám 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 bé cả đống, nó hơi xù xù, chất cô tông nó hay xù xù. Tặng đỏ của bạn Hân Gia, đen của Hoàng Hằng 50, bé 10k cho Hân Gia. Ở cái đen đó để ra ngoài không, nó có dính dính không. Một con hiệu Tram size M 20, không bút nha mấy chế, 20 nè, lên mã sọc. Tiếp tục hiệu Nai nè, Nai sẽ ép nước tem 30, xe ép nước tem 30 lên mã hồng 30, hồng 30. Hiệu Tram nữa nè, xem SM nha, 35k, mã hiệu 35. Tặng bé hết rồi phải không, tặng bé bỏ lại lên mớ quần hả, cho bé đi chị. Từ từ bạn ơi, nào nó lòi gì ra thì em bán cái đó. Con này là size SM hiện nay, size M nhỏ nha, S lớn bon chen, ngực 85, 84 đổ về. Căng ra coi, chưa nhét mút, con này có mút nha. Rồi ngực 85 đổ về, tầm size M á, ai thích mặc ôm 86, 87 cũng được nha. Rồi con này 90 cho mấy chế, lên mã hiệu 90, lát em nhét mút cho. Nhà hết mút luôn nè. Cái này của bé nè, bé 20kg đổ về nha, lên mã bé dây. Rồi cái con này của Under Armour, nó hơi bị cạ, nó hơi mòn mòn xíu nè, size S nè, lên mã tặng đen hiệu luôn, tặng đen. Con này cũng hiểu anh Under Armour. Under Armour mặt nào ta. Nè, size này là size S luôn. Nè, cái này ở đây nó hơi nhăn nhăn xíu nha. Đó. Hiệu xịn luôn, em sale cho mấy chế là 40k size S. Cái này phải cắt nhét mút nha. Hiệu anh Under Armour, mặc được hai mặt luôn mấy bạn. Mặt này cũng được nè. Nó bị nhăn nhăn đây xíu. Ôi, mặt này không đẹp, một mặt thôi nha mấy chế, 40k mặt này thôi, 40k lên mã sale. Hiệu 35 cho Phương Thảo,
hiệu 35 cho Phương Thảo. Bé 20. Bé 20 20 kg vừa nha, tặng đen cho Hoàng Hằng. Em có đọc số ký mà ta. Đùi không biết em nhét đâu rồi. Đây em có cái quần xanh này, size M này bé chứ. Xanh này à. Cái này eo 70 đổ về, eo 72 đổ về nha mấy chế. Đó, đẹp luôn, mới tinh, 100k lên mã xanh. 100k eo 70, 72 đổ về, 100k lên mã xanh. Biết đùi nằm đâu rồi. Mã sale, sale là nào ta? Chết. Mã sale là nào quên mất cha nữa rồi. À 40. Cái này với ông em ơi, Hoàng Hằng ơi, cái này 40 đúng không? Hoàng Hằng là 40. Xanh 100. Cho Hồng Út nè. Hồng Út nè. Có xanh đó sẽ S được không? Jenny Lê hả? Em yêu ơi, Jenny Lê ơi, sẽ ép nha em, eo 70 được không? Chế Hồng Út mặc size L hay là size S? Em có một cái hình như là size M với cái size L thì phải à? Nguyễn Hồng Út. Này cái này xanh. Ok, vậy là chế Hồng Út có cái ai da. Cái mặt M hay là mặt L ta? Mặt mờ hay mặt lờ? Này là gì hả? Jenny Lê đi 100k. Ôi con này đẹp lắm nè, mấy chế nam cũng mặc được nè mấy chế. Dạng ống đứng nè, nó đẹp lắm, size ML á. Size ML cái eo 80 đổ về á. 50k thôi, chắc đẹp lắm nha. Lên mã đứng đi. À eo 72 74. Size M. Chế Hồng Út là size gì? Cái đùi em nhét đâu hết trời trời. Dốt với chả gơ. Đùi hết không? Nai nữa nè. Tem nứt nữa nè, size M con này đẹp nè mấy chế. Size M tem bị nứt nha. Cũng nai này nó của hàng Mỹ, nó không có nhét mút. 40k lên mã đỏ 40, đẹp lắm con này, đẹp nè. Không có chỗ nhét mút mà nứt tem miếng ơi, cho nó dục tùm lum hết. Con này của hiệu Cham size S. Cái này nó không mới nhiều, em bán 20 thôi. Lên mã hiệu 20. Áo bé 20 đỏ 40 cho Diễm Phương. Bé 20. Bé 20 là nào, mới đây dục đâu rồi trời ơi. Cái quờ quờ gì như đây. Còn con nai nữa nè mấy chế. Nai size M size S nè. Hồng nè, hồng 30 nè, cũng nứt tem nha, size S hồng 30. Rồi cái con hiệu quên cái con bé đâu rồi. Bé 20. Con ghi bé 20 cho da, thân da hả? Thân da. Hồng 30 nè, hồng 30 cho Nhã Trân nè. Mấy con này là đẹp lắm mà nó không mút với nó nứt tem thôi chứ. Về mấy chế cầm lên á, đường mai sắc sảo đẹp kinh khủng nè em. Còn con đỏ nữa nè. Cái này là cái tem nó là nhũ nè. Cái tem nó là nhũ nha chứ không phải nó bị đen. Nó là giống như là ánh chì á. 30 luôn nè, lấy luôn đi. Size S nè, lên mã đỏ đậm. Giả chân. Không hề giả chân. Rồi ghi cho bé chưa đâu, mất tiêu rồi trời. Mất tiêu cái áo đó đò rồi. Mấy chế mà không lấy là em dục tới dục luôn là hồi em kiếm không ra. Xì khay của bé nữa nè. Tức cái
Si khay của bé 20 lên mã sao. Rồi cái này người lớn hay là bé luôn đi, bé luôn đi, 10k lên mã sọc hồng, không mút nha. Không mút. Em làm biến nhét mút nhưng mà không có mút để mà nhét á. Rồi lấy cho Nhã Trân cái đỏ luôn đi. Hình như chế Phạm Hương bữa có đơn bên em mà không inbox cái gì ha. 30. Con này 35k nè. Rớp tớp xe mờ nè, 35k lên mã crop. Quần quần hiệu nè mấy chế, trời ơi cả kiện được có một cái quần. Size ML L này 73 76 nha. Size M lớn, M lớn L nhỏ 73 76 160 mã đỏ đô. Đỏ đô. Con này size S này nó không phải hiệu đâu. Cái này 35 luôn nha, lên mã hai áo bán giá bình thường. Hai áo. Cái áo là mút liền nè mấy chế. 80 mã áo hồng. Rồi con này 40 size S mã sọc cam. Sọc cam 40, ở trong nó có một cái lớp này. Êm lắm. Ôi. Đùi đây, đùi đây. Đùi đùi gió này size XS hiệu Nike. Eo 67 đổ về nha. Cái tem này nè nó giống như nó bị cong cong nè, bán 60 nè, lên mã phối nè, 60. 60. Áo bé có gặp cái nào đi cái đó em ơi. Rồi con này size M nữa nè. Cái tem nó cũng vậy nha. Em 73 đổ về 60 luôn. Cái tem nó cong cong xíu thôi. Không phải cong mà nó dạng như nó không nét. 60 lên mã hiệu M. Hiệu Cham size M em 73 đổ về là 45. Cái này nó là hai lớp nha. Hai. Cái gì? À. 45 mã hồng đậm. Sọc cam. Chế Phạm Hương ơi, inbox đi mới chốt đơn nha. Sọc cam nữa nào. Bữa hình như có đơn mà đâu thấy inbox đâu. Bữa có đơn gì gì đó em nhớ cũng nhiều. Con này size M eo 75 đổ về là 80 lên mã sọc. Đang lai cái máy này nó không có. Con này một lớp nha, 10k size M lên mã đen. Rồi xong em lên tiếp. Sọc cam 40 size S nha. Sọc cam này 40 size S nha. 40 size S nè, sọc cam là 40 nè cho Nguyễn Phạm Hương chứ. Rồi đỏ đô 160 cho Phạm Hương. 40 cái quần đỏ đô. 160 cho Nguyễn gì Học Út đó. Nè áo bé này đẹp quá nè mà không lấy mà ai kêu lên áo bé mà vậy, đẹp quá trời luôn nè. Size này size L của bé nha, size L của bé 40. 35 kg đổ về nè, 35k mã beo. Có bé bé thì nó vậy thôi chứ nó đâu có gì nhiều đâu mấy chứ. Màu hồng này là size size S. Con này cũng phải cắt nhét mút nha. Xin giả mang. Rồi 35k luôn đi. Mã hồng S. Nó dính gì đây xíu nha mấy chế. Em xem 35 nó rất là mới. Mã hồng S. Mới tinh tình tình luôn. 160 beo 35 cho Hân Gia. Đây. Con này bé hay người lớn gì đó 20.
mà người lớn thì S mà cúp A thôi, này bé thì mặc ấy hơn mà bé thì thấy hơi sexy ha. 20 là mã ren trắng. Đây con hiểu nay nè, nứt tem nhẹ size M, nứt tem nhẹ không mút nha, hai lớp. Con này 35 đi, mã trắng 35. Tiếp tục cái con hiệu BCG này nè, cũng không mút luôn, size M 30, mã đen. Ôi môi lên đùi rồi, bây giờ nó lẫn xuống nữa hả. Đây một con hiệu Gap nè, một lớp của bé là nó thường một lớp hoặc hai lớp, nó không có mút. Hiệu Gap nó để size L, XL gì nè của bé nè. Đó 30k mã caro, đẹp quá trời cổ yếm luôn nha. Trắng 35 cho Nguyễn Thùy Linh. Trắng thêm M nha chế. Trắng 35 crop 30 cho Hân Gia của bé luôn. Caro chứ hả? Trắng là 35 hả? Cái này anh đã mo này của bé nữa nè, hơi dơ dơ nha. 35 này có anh hả? Của Nguyễn Thùy Linh. Cái này hơi dơ dơ nè, của bé là hiệu anh đã mo luôn, 20k đi. Bé 30kg đổ về nha, 20 lên mã hiệu đi, nó hơi dơ sao xíu nha. Sọc đó của Hân Gia 30. Chưa kiếm được cái áo 20 hồi nãy Hân Gia ơi, biết nó lạc đâu rồi. Nè bé nè, sale 10k luôn nè, 35kg đổ về nè, mã xám. Lên đùi, lên đùi tao ngồi nè. Size L hiệu Nike, đẹp lắm nha, hiệu Nike size L nha. Eo này 75 đến 79 mà, eo 75-79 mặt đẹp. 110 lên mã xám. Đen 30 M nhỏ hay lớn nhỉ? Đen 30 size M chuẩn. Bé 10k mã xám nha, xám 10 cho Hân Gia. Đùi giờ nó không có nằm dưới sao? Đùi size S nè, eo 68 đổ về là 90, mã xanh ngọc. Xanh ngọc. Đây đây, cái đùi này nè. Thích cái đùi rẻ này đúng không? Rồi size S nè. Đùi hai lớp hết nha, 35k mã xám. Lấy 3 cái 100. Size S M nhỏ. Này tầm S thôi, eo dưới 70 nha, mã viền hồng nè 35. Size S nè, mã viền tím nè. Nhét đâu hết rồi mấy cái đùi. Đây có hả? Ôi quần gì đẹp đây. Con này size M hiệu vô gà vậy nè. Size M này M lớn e 70-74. Ôi đẹp lắm mấy chứ ơi. 90k nha, lên mã kiểu nè. 90 lên mã kiểu. Vô gà. 3 cái. Rồi cái này size S nữa mà cạp xanh nè. 3 cái 100 nè. 3 cái này đúng không Hân Gia ơi? Size S. S M nhỏ, nói chung cái này là eo dưới 70 thôi. Cái form này là form nhỏ. Ok. Rồi còn ai hóng nữa không? Hân Gia. 3 cái 100. Cạp xanh size S nữa nè mấy chế, SM nha. 3 cái của Hân Gia 100k. Size S đi, mã cạp xanh nè. Bóc được rồi nè, mã viền hồng nè. 3 cái 100 hỏi đi nha. Cái này size M này của bé nè, 35 luôn nha. Bé mà dặn ngố á, size M 30kg á. 35kg đổ về á, bé trai á, lên mã trai đi. Trai. Cạp xanh cho Khánh Linh nè, 35. Gió này một lớp này mới chế 30, size M, size S, M, eo 70 đổ về. Khánh Linh nãy giờ chưa có hả? 30k mã gió đen một lớp nha mấy chế. Con này size X, size L, XL, cái eo 80 đổ về nè. Cái này nó vướng vướng cái chỉ nha, nhưng mà nó không có sao đâu, 20k thôi.
hiệu Under Armour nè, lên mã 20. Lấy thêm 3 cái nữa hả? Ôi trời ơi, size S. Cái loại này nó còn nhiều lắm, có người lấy mà tôi cưng. Rồi 3 cái nè, Dâm nè, Hưng Gia nè. Để kiếm cái màu khác cho. Cái này nó còn size S không hả? Ơi cái bé nữa nè, bé cô Yếm nè. 20 luôn đi. 20 này bé 30 kg đổ về nha, mã dây hồng. Kiếm cho cái màu khác đây đây đây. Ba cái nè. Hơn da ba cái ba màu. Nói chung độ mới em bao, nếu mà nó hơi cũ là em sẽ báo rồi. Hơn da. Dây hồng 320. Hơn da. Rồi tiếp con này nè mấy chế, con này đẹp lắm. Ừ, hiệu Champion nha, mặc được hai mặt luôn, size M. Size M mặc được hai mặt nè mấy chế, màu đẹp ghê luôn. Hai mặt thì thường nó không mút nha mấy chế. 60k. 60k mã lạ. Mới len ken. Rồi còn ai hóng gì nữa hú luôn. Cái này chất cotton mềm á. Cái hiệu này mặc êm lắm nha. Size M nè, eo 70-75. Eo 71-75 đi lên mã hình là 80. Này quần lỡ eo 70 đổ về, size M nhỏ. 90. Mã hồng lỡ. À, em có con Uli Willow nè. Uli Willow này size size L. M lớn bon chen nha. Mút liền nè. 80k. Mã hiệu đen. Đẹp luôn của Uli Willow. Hiệu đen. Size M. Ở quanh nó để size L mà M lớn bon chen, ngực này 80 86 90. Chất lạnh như chất su vậy, mát. Rồi cái eo này 80 83 88. 83 88 đùi gió hai lớp 70 mã viền xanh. Con này SM nhỏ ngực ta 70. Ủa tôi quên. 84 đổ về nha. 70 mã đỏ đô. Ai có hay nghe có mấy chế nào ngực 95 đổ lên không? Cái này có mút nha, 35k. Mã cạp chữ. Đen cho Hòa Nguyễn. Đen. Đen. Là cái hiệu đen của Uni phải không Hòa Nguyễn ơi? 80. 80. Cho Hòa Nguyễn. Này 80 21 thôi. Ừ. Size S nè. 35 mã khóa tím. Con này L nhỏ nè, M lớn bon chen nè, 60 mã hồng nhạt. Ngực 90 đổ về mặt đẹp nha, hồng nhạt. Đây bé nữa nè, chế nào bé 20k. Mã viền hồng. Cái con này đẹp quá. Con này đẹp nè, mấy chế size M nè, 70. Size M 70 lên mã ren xanh. Mới tinh. 70 mã ren xanh. Có cái túi đựng tiền luôn. Hiệu đen mình vừa. Hiệu đen của bạn Hòa Nguyễn lấy trước rồi tình yêu ơi. Cái đó size L. Rồi cái này mặc hai áo bra nha. Size M 20 lên mã bra. Size S nữa nè. 70. Size S 70 lên mã đỏ. Tiếp tục em hiệu Aria. Size M nhỏ ngực 84 đổ về là 80k. Mã hiệu xám. Size S nữa là 60 mã 2 dây, ngực dưới 80. Con này ML nha, ngực 90 đổ về mặt đẹp. Ngực 87 90, 86 90 50 lên mã dây. Ren xanh cho Phạm Hương 70. Trắng nào nãy giờ cái màu da hả? Cái này bra. Size M nhỏ. Mút liền. Hiệu xám cho chị. Áo đen uni ren xanh trắng size gì, trắng nào ta? Hiệu xám cho chị Hồng Nga Đào 80. Cô hiệu này đẹp lắm chị. Hồng Nga Đào 80. Vậy đỡ tốn tiền chứ ơi.
size S nè, hiệu Cham nha. Rồi trắng đẹp luôn, 60k thôi. Lên mã trắng 60, đẹp lắm. Mút liền mờ nhỏ nè. Mút liền mờ nhỏ nha. 65k mã liền xanh, xinh lắm. Mờ nhỏ ngược 75, ở quanh 85 đổ về. Con này size L nè, mút liền nè. Nó hơi nhăn nhăn đây xíu nè. Đó. Size L mút liền nè, cúp B đổ lên mặt đẹp nha. 40k đi, mã họa tiết, mấy cái hiệu đó toàn là cái cúp to. Dạ, cái bữa hổm cái quần kia em thấy nó ấy ấy nên em chưa có chốt cho chị đó. Con xanh này hiệu Hamed nè. Nó là không mút nha. 50, mã xanh L. Con hiệu Domios nè, size S luôn, 50 mã crop. Con này size S nè, nhưng mà cúp này cúp B cúp C nha, 60. Mã hiệu xám, ai cúp to mặc mấy con đó đã. Họa tiết cho Hoàng Nguyễn là 40. Hoàng Nguyễn 40. Size S Uni Willo nè, size S mút liền 60 mã liền xám. Cái đó 40 size S nè. Ngược 80 đổ về mã cam. Này con này nó đánh trong đây là size M nhưng mà em thấy nó là tầm S thôi. Hoàng Nguyễn cái này nó đánh M mà tầm S, ngược 82 đổ về mút liền nguyên một cái khối nè. 60k mã khóa đen. À, cái đen uni chị được, dạ được nha chị. Cái đen 80 đó. Nè lấy thêm cái này không? Size M nè, mút liền nè. Size M mút liền của Domios nè. 60 mã liền hiệu. Con này size liền L cổ yếm là 50 mã yếm lưới. Dáng rất tốt. Size S 50 hiệu Cham nè, mã dây xám. Rồi chế nào muốn xem gì thêm báo em để em biết like cho mấy chế đủ đơn nha. Size M nhỏ ngược 84 đổ về nè, mã đỏ 50. Sao vô đó nó thành màu cam ta. Chế nào có ít cái lấy cái gì thêm báo em để em lên cho đủ đơn. Ủa em mới thấy ai comment cái gì cúp liền là ai, thấy trong đây mà chứ không thấy ta. Bạn Nguyễn Tuyết ơi, qua bên cái Facebook chính của mình á, ở bên đây giống như là để kéo khách thôi, nó không có hiện comment, em không có đọc cái máy bên kia. À em có con này SM nè, mới luôn nè mấy chế, ngược 81 80 đổ về mặt đẹp. Ai thích mặt ôm thì 81. Hiệu Under Armour nè, còn tem mới luôn nè, bữa chế kia xả nè. Rồi em sale con này 120 nha. Lên mã hiệu mới. Cái tím trong đùi em size gì? Cái này là cái quần đùi. Đỏ 50 ngực 88 không vừa nha. Ủa vậy sao nãy chế Phạm Hương lấy cái sọc cam size S chưa nha Khánh Linh, này đi luôn. Cái tím này size S nè. Chế nãy chế lấy cái sọc cam đó size S 182 thôi. 188 size ML mới vừa nha. Rồi con khóa này size M 185 đổ về hiệu AVA 50 mã hiệu xám. Mấy con này về mặt sướng lắm mấy chế. Cái này mua cho bé đi 10k, bé mới đi học gì đó, học sinh đó. Mã 2 dây. À nó nhỏ. Mấy quỷ tem còn toàn nhỏ. Rồi con này size ML nè, ngực 87 91 nè. Cái viền này nó màu hơi nhạt nhạt hơn xíu nè, em sale 30 cho mấy chế nha. 30 lên mã lưới xanh. Lưới xanh. Con này cũng size M nè, bị áp màu nè. Size M bị áp màu xíu, ngực 85 đổ về nè, 20k. 20k mã da. Phạm Hương bỏ của Phạm Hương cái
cái màu sọc vàng. Hiệu anh đã mo size XL này mấy chế, cái eo này là 80-83. 80-83 nè. 90k mã hiệu. Size to. Rồi chế nào lấy cái gì để em biết em like cho mấy chế đủ đơn. Size to, size bé. Size bé bé bồng bông ha, má em hồng hồng. Size to nhiều lắm mà nó lẫn như đây hay sao rồi. Con hiệu Adidas này mua về nam nữ mặc được nè mấy chế. Cái eo này 82 cho đến 87 nha. Hiệu là nam nữ mặc được luôn, là 90k đi lên mã hiệu. Hai lớp nha mấy chế. Có con trắng hiệu mà ngực 88. Trắng có con hiệu nay mà hôm qua để nó bị thằng làng ỉa vô dính. Nên chờ đi giặt rồi. Giục ra để giặt rồi. Rồi size S nè mấy chế. 35k mã tím nha. Size M. Size M nè. 35k mã xám. Quần dài dài dục lên dục xuống. À có cái này đẹp nè. Cái này ai thích mặc chất cô tông là 10k. Chất cô tông là 10k nha mấy chế. Size M nè, lên mã xám. Rồi mấy chế xem gì nữa để em biết em kiếm coi. Ôi size L cả đóng mà. L gì em ơi? L này á, L lớn nó phải ngực trên 90 á. À có một cái áo này nè. 35k nè. Dạng ren kiểu sexy nè, size S size M nha. 35k lên mã ren. Ôi nãy giờ em lên size L XL ầm 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 mấy chế nè, size L mặc hai mặt nè. Của Champion nè. Hai mặt thì nó không có mút nha. Đó. 50k đi. 50k lên mã hai mặt. Của Champion nè. Xả cái trắng kia nha chị. Ok. Cái xám xám đúng không em? Ren cho Khánh Linh là 35. À, Khánh Linh là 35 nè. Cho Khánh Linh. Đây con này size S lớn M nhỏ nè, 60k mã sọc hồng nè. Xin cho. Sọc hồng. Nike size L nè, 50. Mã hiệu của bé. Của bé nha, lộn. Tưởng là size L. Đây nè, size L nè, chế trời ơi, toàn size L không nè. 60k nè. 60k mã dây xanh. Rồi nãy giờ chế nào có cái gì báo đem coi cơ, còn em like cho đủ đơn. Đây SM nè. 60k mã dây hồng nè. Xinh chưa? Dây hồng. Dây xanh cho Nguyễn Thùy Linh là 60. Quá đẹp. Dây hồng cho Ngọc Trần 60. Chất dệt này mặc êm. XL nữa nè. XL nè mấy chế, 45k mã tím nè, mút liền nè. Hiệu đang skin luôn. Rồi con S này, S lớn mờ nhỏ bon chen nè. Con này mặc êm lắm luôn nha, 80k nè. Mã sọc hiệu. Sọc hiệu. Con L này hiệu Champion là màu tím nè. Cái này là nó không mút nha, hai lớp mà không mút nè. Xem cho mấy chế 45 nè, mã tím nè. Trời ơi, size L cả đóng mà sao chứ nó không có. Size M mút liền nè, hiệu nè. 60k. Mã hiệu trắng mút liền cúp B nha. Dây hồng rồi, dây hồng và quần xanh nãy em vừa không. Em không biết rồi, quần nào ta. Em đọc cái số mấy chế cứ nghe xong rồi ấy nha. Nghe xong và chốt chứ.
chứ xong rồi là em không biết. Cái này size M mút liền, hiệu Charm nè, M này M lớn nè, ngực 83-88 nè, 60k nè, mã hiệu đen. Có con hiệu gì chích chích kìa đây. 50k là size ML, mã hiệu xám. Hiệu gì gọi là gì ta? Cái này là cái gì nghi? Rồi chế nào có đơn nhớ 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 inbox cho em nha. Con này size L nè. Size L nè. Ngực này 93 đổ về mặt đẹp, 88-93, 87-93 nè, 60k nè. Mã liền đi. Em nói nhiêu quên nữa rồi. 60 nha mấy chế, mã liền. Ôi ôi tuổi xanh mộng mơ vẫn vương tháng năm mong chờ. Cái này cái gì ta? À đi giặt. Thôi ra nó dơ dơ phải chờ đi giặt nữa đó. Chưa có. Liền liền 60 cho chị Nguyễn Thùy Linh. 60. Nè à, con này cũng đẹp nè, size ML nữa nè, ngực 90 đổ về mặt đẹp nè. Gì chứ size cỡ này là em nhiều, cái kiện Mỹ nó nhiều lắm. 60k nè, mã dây đen, cái hiệu này mặc em lắm. Bông hoa của Mỹ. 60 mã dây đen. ML. Ủa chị chế gì ta? Có một cái chế lấy gì thêm để em biết like coi, còn không là em bỏ đơn đó nha. Phạm Hương lần nào cũng vô mua một cái. Chế Phạm Hương ơi, chế còn đó không, lấy gì lấy thêm, còn không em xả đơn á, có một cái em không có chốt nha. Quần ôm hả? Ôm đùi không có đùi. À có mà không biết nhét đâu. Ở đùi ôm size L, đùi ôm có size L à chế ơi, eo 78 đổ về á, không có cái size M đâu. Size M hết rồi. Đùi hai lớp nè. Size M nhỏ eo 71 đổ về nè, 35 mã viền xám. À, đang xem nè. Không, Phạm Hương kìa. Ủa Phạm Hương với Hoàng Anh là một hả? Chế Phạm Hương với chế Hoàng Anh. Áo. À. Chế Hoàng Anh này là ai để em coi. Hoàng Anh có đơn bên mình chưa ta? Em chấm inbox cái coi. Chưa hay sao á? Vậy là hai chế hai khác nhau. Size lớn đúng không? Con này hai mặt nè, size ML nè mấy chế. Trời ơi nó mới. Eo này ô quên, ngực này 80 size M thôi nha. Size M ngực 86 đổ về nè, 60k cho mấy chế là mã hai mặt. Ôi con này đi chuột chỉ rồi. Cái áo đúng không? Mình còn để cọc áo nào bởi không con? Chứ lấy có một cái hoài mãi không bao giờ chốt được cho chế. Rồi con này size L nè, hiệu Danskin nha, mút liền nè, màu hồng nhạt. 45k luôn nè, lên mã hồng nhạt. Đây con này size L.
Size L con này không mút nha. Sale cho mấy chế là 40 đi mã xám. Có ai XL thì báo em một con size L hiệu Aria, giống cái mã dây hồi nãy của chế Nguyễn Thùy Linh nè, chất này mặc sướng luôn. Này 60k nè, lên mã nó như màu rêu rêu nha, lên mã rêu đi. Mã rêu á. Ủa phải có quần chị vừa không dài. Không. 46kg mà làm gì mà tới mặt size L. 46kg làm gì mặt size L ta? Của Hoàng Anh, Hoàng Anh hồi nãy chốt cái gì nữa nè. ML là cái gì ta? 60. Ủa Hoàng Anh, Hoàng Anh hả? Hoàng Anh. Hồi nãy chốt ML là cái này hả chế ơi, 60 nè đúng không? ML là ông Mỹ nào vậy? Chốt cho đủ đơn coi. ML nãy chế chốt cái món gì ML vậy? Dây đen ok 60. Ok tình yêu 60 nè. Ngực 90 90 đổ về mặt đẹp nè. Ờ 60. Ừ. Kiếm ra size ấy cho. Nè ai mà ngực to mặt con này đẹp nè. Con sale 40 nè, cũng ML nhưng mà cái này phải cúp C đổ lên nha. 40 nè, lên mã liền xám. Con đó phải cúp C đổ lên mặt mới đẹp. Còn cái hiệu nè, ngực 90 nè. Ngực 8992. Hiệu Lulu nè, 120 nè, lên mã xịn đi. Gì đó, chứ cái size L này nhiều mà. XL rồi. Con này XL. Đây một con size L nữa nè. Ngực này 90 nè, 99 nè. Này 40k nè, mã dây đen. 40. Con này nữa nè, ML nè, đẹp ghê luôn. Không cái này M thôi. Con này size M nha. Đẹp quá. Con này ngực 80. Ngực 88 đổ về là 70k. Mã hồng chéo size M. Em tắt bên đây mấy chế qua bên cái bed của em nha. Đây nãy ai lấy cái con này size M nè. Mã bi quên em. Cái này nó bị nứt tem nè. Xem mấy chế 20 đi. Mã bi 20. Nó bị nứt tem size M. Đen dây 40 nè. Cho Hoàng Anh. Hồng chéo này ngực 88 đổ về nha chế ơi. Phạm Hương nè. Phạm Hương nè, 70 ngực 88 đổ về mặt đẹp. 80. Cái nào? Ừ. 70. Mấy con bé bé XS nè. Nè một con Champion nè, size L nữa nè. Con này phải cắt nhát mút nè, hiệu luôn nè. Nó là hai, nó hai lớp mà nó không có mút nè. Size L 90 đổ về mặt đẹp nè. Sale mấy chế 35 luôn nè. Lên mã 35. Ai có ngực sẵn rồi khỏi cần mặc mút. 46kg sao mà ngực to vậy ta? Hơi thắc mắc. 46kg sao ngực to quá vậy? Bữa em chốt của chế nào? Chế nào tôi nhớ tên quen quen. Đây con này LXL nè, ngực ngực 8993. 8993 là dáng rớp tớp nè, sale 50k. Mã hồng hồng da. Chế nào em quên rồi. Con này size S nè,
45 mã yếm xám. Cô chế này em xả luôn cái chốt xong không inbox nè. Size L nè, ngực 90 đổ về mặt đẹp nè. 45 mã xanh đen, nó dán rất tớp nè. B20 ngực 88 không vừa nha. Bi đó ngực 85 đổ về thôi, 60 nè. 35 cho Hòa Nguyễn. Màu hồng là 35. Mấy con này mới chế mà không cần mặc mút nữa, mặc mấy con này sướng luôn, nó mới lắm. Cho Hòa Nguyễn nè. Này 60 nè. 60 cho chị Thùy Linh, Nguyễn Thùy Linh nè. Ơi ơi, vậy mà nãy nói ngực 88. 84 là con đỏ vừa. Nha chế. Chế lấy không? Chế có lấy con đỏ nãy không? Xanh đen. Xanh đen 45 Nguyễn Thùy Linh nữa nè. Chế nào bữa chốt. Đưa cái áo ra. Áo đó đó, tặng trong cái đơn đó đó mà chế không, chế kia không inbox. Nè cái này nè, em tặng trong cái đơn của cái chế hồng da gì nãy nè. Nó bị sức cái này nè. Tặng cho chế Nguyễn Thùy Linh nha. Vậy khâu khâu cái này lại có mút. Vậy là cái màu đỏ là vừa đó. Trời ơi sao nãy nói ngực 88. Cái màu đỏ 50 là vừa nha. Ngực 85 đổ về. 46kg, bởi nói 46kg làm gì mà ngực 88 dữ rồi. Chắc phải bơm víu á. Rồi nè, 50 cho Phạm Hương. Là lấy con bi gì hả? Bi 20 là tặng cho Nguyễn Thùy Linh nè. Con bi đâu rồi ta? Nè cái áo yếm này. Ủa khác không? Trời ơi ngực 84 thì nó đầy. Nè ngực này size M, ngực 85 đổ về là 70k. Mã tím kiểu nè. Tím kiểu nha. Còn cái mã bi em dục đâu rồi ta? Cái hiệu nay bi con thấy không? Áo ren là ngực SM nhỏ, ngực 84 đổ về, mã nhũ 35. Cái con bi. Xanh đen cho chế ấy rồi, xanh đen của chế Jenny Lê là 70 cho chế Nguyễn Thùy Linh rồi. Ủa? Ôi con này cũng bé, RBX luôn mấy chế. Hiệu RBX luôn đẹp lắm, 35k mã bé mới tinh. Con mút liền này chắc cúp to nè. Ai mà có cho bé Ti liên hệ với em. Em có nhiều cái đó lắm. Nè size L nữa nè, mà hiệu Champion nè. Mà nó không có mút nha, em bán 35 luôn nữa nè. 35 mã tím mới tinh. Con này size L nè, hiệu Âu Navy nữa nè. Ngực dưới dưới 90 nha. Cũng không mút luôn, em bán 35 luôn nè, mã hồng nè. Gửi cho cô giáo yoga. À, cô giáo víu to. Ơi con này size M nữa nè, ngực 84 đổ về nè, 35k luôn nè, lên mã hồng 2. Rồi em lạc đâu cái mã bi rồi, chế ơi. Con này hiệu Cham nè mấy chế, size L nè, cũng không mút nè, 45 nè. Mã hiệu tím. Nè chế Hòa Nguyễn lấy mấy con trắng này size L nè mấy chế, đẹp lắm, hiệu Cham nè, mút liền nè, 60 nè. Size L nha, mã liền trắng. Có cái đen nữa, cái đen nó size 50 nè. Đen này size 50 nè, size ML nha, mã liền đen. Đen đen trắng trắng bán đi cho nhanh. Hồng 2 cho Nhã Trân là 35. Hồng 2 35 của Nhã Trân trước rồi mấy chế ơi. Vậy
dáng crop top size S ngực 80 đổ về nè, 50 mã crop liền đen cho Hoàng Anh là 650. Con nai này size S nè, cái tem này là nó như vậy nha, nó nhũ mà nó là dạng gì đó, nó làm bể bể, nó không mút nha mấy chế. Mình cần thì mình cắt đường nhỏ, mình rọc một đường nhỏ không có thấy đâu. 80k đi, lên mã độc. Em khui ra nè em. Em quá mệt mỏi với mấy con quỷ không mút. Trời ơi, con gì đây? Trời ơi, F21 nè, giờ em lên con này chưa ta? Size S của F21 nè, trời ơi, sexy luôn mấy chế, 60k. 60k lên mã dây. Nãy giờ chưa lên con đó là sao? Không chị, ngực 80 thôi. Xe ép. Nó ngực 80 thôi nha. F N N N N. Này dục nè. À, một con nai gì nữa, cô bé nữa nè. Sao hiệu cô bé nhiều quá ta. Rồi chế nào lấy gì thêm báo em. Con này nó bị giãn nè, giãn cái lưng của Adidas. Cái này tầm size M nè, lên mã tặng đen nha mấy chế. Cái lưng nó bị giãn nè. Ngực 84 đổ về M nhỏ. Mã tặng đen. Tặng đen là đen, tặng nhã trân, tặng đen. Hồi nãy mình có bóc một con hiện nay nó mất tiêu rồi trời. Biết size bé hay size lớn. Con này cũng size ML nè, không mút này, bán 35 luôn mã. Mã ML đi. Mình cắt đường mình nhét mút vô là đẹp. Độc lạ cho mấy chế nó nằm dưới nó mất rồi. À, để em lấy mấy con trên đây size M không hả? Lùn quá lùn nè, Victoria. Victoria size này là size S rồi. Victoria size S nhưng mà nè, cái chữ ngoài sau nó hơi bị chóc chỗ này nha mấy chế. Tí xíu thôi. Đó. Cái này không mút nha, ngực 81 đổ về. Xịn đẹp luôn mà không mút. Nó chóc chí xíu nha, mình cắt một đường mình nhét mút vô mặt đẹp. Sao cho mấy chế con này 60 luôn đi, mã hiệu tím. Victor là mua là nó áo ngực thôi là nó 1 triệu quá chị. Con này size M của Onavi nè. Onavi size M cũng không mút nha. Ngực 85 đổ về nè. Con này 70 mã sọc hồng. Một con dance skin nữa nè. Con này size M ngực 86 đổ về nè. Con này mới tinh. Ngực 86 đổ về 70k mã dây xanh đi. Dây xanh. Dây xanh. ML 35. ML 35 cho Phạm Hương. Ủa quên, cho lộn, cho gì đó. À, phải. Cho đây ML cho chị Thùy Linh. Thùy Linh Nguyễn, Nguyễn Thùy Linh. M ngực tầm 86 đổ về, có đọc số đo đó, cái đó 35. Có đọc số đo đó tình yêu. Nè. Ngực này 8892 nè. Dạng cổ yếm lưới lưng nè, 50k.
mã yếm xám này nè, mã bi nè, mã bi 20, mã bi này không bút 20, hiện nay nước tem nè, cho chế Phạm Hương nè, 20. Chị sao chị? ML của chị Nguyễn Thùy Linh trước nha. Ủa hồi nãy ai lên mã hiệu đen hả ta? Size M nè, mút liền nè, 60k, mã hiệu đen, hiệu đen Domios nè. Nãy có người lên mã sao mà nó nè, dây 50 nè, ML nè, mấy chế ngực 90 độ về mặt đẹp nè. 50 mã dây. Đó, con này size L không mút 50 nữa nè, mã xanh. Hiệu Hamed, Hamed gì luôn nè. Để coi. Rồi mấy chế cái gì nữa báo em nha. Đó, con liền xanh nè, 65k mút liền nè mấy chế. 65k mút liền, mã liền xanh. Này mới cống luôn. Đây nè. Ngực 85 đổ về nè, liền xanh. ML để cho chị Phạm Hương. Ok. Rồi cái mã sau đó để cho chị Phạm Hương đi. Nè, con này cũng size L mà L nhỏ nha. Cái ML sao á? Cái sao cùng mới đưa qua của Nguyễn Thùy Linh đó. Con này size L nhỏ, ngực 90 đổ về là 60 mã hồng. Ừ, con đó đó. Ừ, đúng rồi. Cái gì? Ừ đúng rồi. Mã hồng. CS. Con đã mò. Ôi, lấy con liền này đẹp nè. Size M nè, cúp B nè. Ngực 86 đổ về nè. Để coi size gì. Size S thôi mấy chế. Size S thôi, ngực 80. Cái này vòng lưng nhỏ nha, cúp to là mặt đẹp, ngực 84 đổ về. 60 mã hiệu xám. Amor size S. Mô size S nè, 80. Nó để SM nha, mà 8 ngực 82 thôi. Xe 80 luôn nè. 80 lên mã xám. Phải AMO đó không? Nè, dây trắng nè, ML dính dơ đây xíu, 50k. 50 nè. Lên mã dây trắng nè, ML nha, 90 đổ về. Tiếp tục con này nữa nè, size M nè, M nhỏ hiệu nay nè, ngực 84 đổ về nè, 90k, mã hiệu xám nè. Tại em like xong em quăng mỗi chỗ mỗi nơi, em kiếm không ra. Con áo kiểu này không ai lấy, trời này đẹp lắm. CSM 60 nè. Lên mã kiểu nè mấy chế. CSM 86 đổ về. Này nó dính giống như dính phấn thôi chứ không sao. 60. Thanh Thảo mới hả? Thanh Thảo mới vô hả? Thanh Thảo là 80. Giờ phải like thêm nữa hả? Con yếm màu xanh lá nè, size S. 70 mã yếm xanh. Nè, lấy luôn con hiệu Nike size S đi, ngực dưới 80 nha. Ôi còn tem luôn nè. 150. Mã còn tem. Size S nữa nè, size S là 50 mã nâng. Size S nữa nè, 70 mã loan, mút liền. Kiểu 50, kiểu 60 mà. Ôi, tuổi xanh mộng mơ.
phúc vương tháng năm mong chờ. Nó còn nhiều con nó chưa có mút, em chưa có thảy ra em like. Rồi xem mời nhỏ nè, 35k mã khóa tím, được 85 đổ về. Yếm xanh, yếm xanh nào, khi tuyển hàng yếm xanh cái này ha bạn. Xe S mà sao bà vừa, xe S bé xíu à chị hai, ngực 80 thôi, đây ngực 80 thôi nha, xe S nhỏ à, ngực 80 thôi, bé lắm. Hồi nãy con đưa cho ấy chưa? Không không, cái gì làm... cái gì co của cái gì chế gì ta, hồng hồng gì á, hồng 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 ấy gì đó, sai gì á, hồng 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 út sao vậy, sao vậy, coi lại coi. Quần dừng đưa xe nhỏ đó. Không, cái màu xanh này nè. Cái đó gì, này mờ. Ừ rồi, của Jenny Lê cũng mờ luôn đó. Cái này của ai bữa hổm chút rồi chưa lên, chưa bỏ vô đơn. Không không. Rồi xuống like nha mấy chế ơi. Ủa Thanh Thảo, Thanh Thảo có một cái, Thanh Thảo lấy gì thêm? Để em đi đơn. Xé thêm 5 miếng nữa mà không ai mua. Thanh Thảo nè. Em còn cái áo hồng hôm chị ship em chưa? Áo hồng nào ta? Thanh Thảo là ai giờ em không có nhớ nổi luôn. Vô chấm inbox cái, em chết inbox coi. Tại mấy chế không có avatar là em không có nhớ nổi ai đâu. Thanh Thảo. À rồi nhớ rồi, trời ơi bữa hổm có hình mà. Ừ rồi vậy là có đơn rồi, chấm một cái. Cái nai mà nó bị xích miếng chỉ đúng không? Cái nai xích miếng chỉ đúng không? Ừ trên đó đâu hiện comment đâu. Ok ok rồi, vậy là em xuống like nha mấy chế. Em sợ mấy chế không đủ đơn. Em cố like để cho đủ đơn. Rồi 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 xong. Cái áo kiểu này 60 nha chế. Mà để em giặt coi. Em không biết cái vết này vết gì. Đồ chưa giặt nhiều á. Rồi vậy bye bye mấy chế nha. Ai có đơn inbox nha. Nói bữa nay đi mua mút mà chưa mua được nữa. Khui ra nó toàn không mút thôi mà mấy chế ơi, em khổ lắm. Rồi bye bye cả nhà.